dòng thấm gợi kèm nỗi nhớ. Anh nhớ em đêm từng đêm. Mạng Trần Thiên Ân rồi nhưng mà đây anh kết nối mạng yếu này. Ê, ấy này, ấy bên này nó có chữ này thì sao? Kết nối mạng yếu. Hủy hủy hủy. Em chào mọi người ạ. Rồi ok, chào Trần Huyền nhá. Mọi người thấy rõ em không ạ? Em thấy báo rằng là mạng yếu. Em chào tất cả mọi người nhá. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. Chia sẻ bài viết giúp em hôm nay sẽ được nhận tặng quà nhá. Ok, chào chị Trần Thúy ạ. Trần Thúy nợ Trần Thúy một mối nợ lớn kinh khủng luôn ạ. Mọi người ơi, chia sẻ bài viết thật mạnh đi ạ. Chia sẻ bài viết giúp em, hôm nay em sẽ tặng tất và khăn cho mọi người nhá. Mọi người chia sẻ mạnh, chia sẻ rồi ok thấy có. Cảm ơn Trần Huyền ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Chia sẻ bài viết mạnh giúp em đi nào. Rồi ok Hạ Vi. Chào mọi người nhá. 1, 2, 3. Từ từ đã được đâu mà đi ra đấy. Đấy gì em đi. Rồi ok tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người. Rồi Phạm Vi, chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài viết thật mạnh đi cho em nào. Chia sẻ bài viết giúp em ạ. Chia sẻ bài viết. Ok, chào Hà Linh ạ. Chào chị. Rồi ok, em chào chị Hoa Phù Dung. Chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ bài viết giúp em nhá. Chia sẻ bài viết giúp cho em ạ. Chia sẻ bài viết giúp em để hôm nay nhá. Em tặng khăn cho mọi người nhá. Ai chia sẻ chỉ cần báo cho em có số điện thoại em sẽ tặng. Rồi ok. Hà Linh ơi, hôm qua nhà em về rất là nhiều hàng nên là em lỡ hẹn với mọi người ạ. Hôm nay em sẽ tặng tất cho các chị nhá. Mỗi người được một đôi tất hoặc là một chiếc khăn ạ. Wow. Rồi ok. Tới Trần luôn. Ok Trần Thúy. Rồi ok, chào tất cả mọi người. Dạ chào Tín yêu. Yêu Tín à? Tín à? Rồi ok nhá. Bà chia sẻ nhiều rồi đấy. Ok, cháu khuyến mại luôn cho bà hai đôi tất ạ. Rồi, chào tất cả mọi người. Mọi người chia sẻ bài viết giúp em với nào. Các tình yêu ơi, chia sẻ giúp em với ạ. Chia sẻ giúp em nhá các chị nhá. Chia sẻ nào, chia sẻ để nhận quà miễn phí nào. Rồi, ok. Cô bé mưa, mọi người chia sẻ mạnh đi. Chia sẻ mạnh giúp em các tình yêu nhá. Hôm nay em like các mặt hàng là có cả giày thể thao nam, thể thao nữ, gót, bốt, bẹt đều có. Rồi ok chị Tươi Vũ. Em sẽ tặng hôm nay tất cả mọi người. Em tặng ai em cũng tặng. Đây ạ, toàn bộ là tất của em. Nhưng mà em thật cái chị là không phải em tặng tất rẻ tiền đâu nhá. Tất này đi rất là ok. Hiện tại em đang đi luôn nhá. Cả khăn ạ. Rồi Hoa Phù Dung ok, em sẽ tặng cho mọi người này tất và khăn ấm nhá. Để cho mọi người mùa đông năm nay hết khỏi cái lạnh giá luôn ạ. Rồi em chào tất cả các tình yêu của em. Mọi người chia sẻ mạnh đi nào. Chia sẻ mạnh đi ạ. Chia sẻ mạnh giúp em nhá. Rồi, chia sẻ 5 lần, nhiều lần ạ. Chỉ cần báo với em chia sẻ. Em sẽ có nhân viên trích chia sẻ cho các tình yêu nhá. Mọi người chia sẻ mạnh cho em. Chia sẻ thật mạnh cho em để Em tặng ai em cũng tặng. Rồi, Nga Hoàng đã chia sẻ rồi. Tặng chị nhé. Chị chưa được lần nào khu bền, ok nhá. Hello, rồi Loan Lê. Em chào chị Loan Lê luôn ạ. Chia sẻ nhiều rồi mà. Rồi, các tình yêu ơi, em cảm ơn nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi cô khỏe khổ mưa. Rồi cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mọi người chia sẻ mạnh cho em đi nào. Chia sẻ mạnh, chia sẻ đi nào. Ai em cũng tặng hết hôm nay, riêng hôm nay. Rồi cảm ơn chị Hà Linh ạ. Hôm nay ai em cũng tặng hết nhá. Rồi Bích Hiền Võ, em thấy chị. Rồi các chị ơi, các chị chia sẻ mạnh đi. Em chưa nhận được bao giờ. Rồi hôm nay sẽ nhận được ạ. Hôm nay ai em cũng tặng hết nhá. Hôm nay ai em cũng tặng hết. Rồi Minh Hạnh Nguyễn. Rồi. Rồi rồi, chị để giày cho em cộng với cả. Rồi rồi ok nhá. Chị chia sẻ nhiều lần luôn rồi. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi ok, hôm nay em sẽ tặng cho mọi người. Em đã chuẩn bị rất là nhiều quà luôn ạ. Vẫn còn và vẫn còn nhá. Lúc nào cũng sẵn sàng để chờ để có quà cho các tình yêu nhá. Mọi người phải nhanh tay nào, nhanh tay nhá các chị nhá. Đây ạ, hôm nay số lượng rất là lớn luôn ạ. Em tặng rất nhiều cho các chị nhá. Có cả khăn ấm này các chị này, có cả khăn ấm cho các chị nhá. Rồi, chim cánh cụt, ok, Hải Va Lê của em gửi chưa chị Đoan Lê ơi. Nếu mà đã được bên em chốt đơn thì em đã đi hết rồi nhá. Em quên mỗi một lần là khi bên nhân viên bên em chốt đơn xong thì em quên rằng là em thông báo với các chị là ai đã được chốt đơn. Rồi, ok, Cúc Lép, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi ok, chị ghi
có ạ. Rồi, cảm ơn tất cả các tình yêu. Mọi người hãy chia sẻ mạnh cho em ạ. Chia sẻ nó tình yêu ơi nào. Nào, các chị ơi, chia sẻ mạnh đi. Hôm nay ai em cũng tặng hết ạ. Ai em cũng tặng hết các chị nhá. Ai em cũng tặng hết. Hôm nay em có rất là nhiều luôn nhá các chị nhá. Tất để thật. Hôm nay ai em cũng tặng luôn ạ. Ai em cũng tặng nhá. Em khăn chị nhé rồi, ok. Ai cũng được hết nhá. Mọi chỉ cần mọi người chia sẻ cho em. Chỉ cần các chị chia sẻ. Hoàng Anh ơi, đồ nam á. Em không có đồ nam đâu, nhưng mà anh có thể làm cho vợ hoặc là cho người yêu cũng được ạ. Rồi, Quỳnh Như có. Rồi, Hiền Thanh, ok. Rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn ạ. Rồi, chị tặng chị khăn, rồi, ok. Em chào tất cả mọi người đây ạ. Có cả khăn đấy nhá, các chị nhá, khăn Quảng Phổ luôn ạ. Rồi, Cúc Lép ơi, hôm nay em cũng sẽ được nhá. Mọi người cứ chia sẻ mạnh cho em đi. Chia sẻ mạnh cho em đi, hôm nay ai cũng được hết ạ. Ai cũng được hết, các tình yêu ơi. Hôm nay ai cũng được hết nhá. Các chị chỉ cần chia sẻ cho em. Chia sẻ thật mạnh cho em nào. Chia sẻ đi ạ, hôm nay ai em cũng được hết. Ai em cũng cho hết luôn ạ. Em phải chia ra như này, bởi vì là ai cũng có nhá. Từ giờ trở đi là ngày nào ai cũng có hết ạ. Em sẽ cho hết. Rồi, ok. Chào tất cả mọi người luôn ạ. Nào các chị ơi, chia sẻ mạnh cho em đi. Chia sẻ mạnh đi rồi ạ. Chia sẻ mạnh đi, ok nhá. Rồi, chị Loan Lê có hết ạ. Hôm nay ai cũng có hết. Ai đã là khách quen của em sẽ cho hết. Kể cả khách mới, chỉ cần chia sẻ bài viết cho em, chia sẻ nhiệt tình. Hãy sống với nhau bằng những cái tấm lòng gọi là thật là nhiệt tình luôn đi nào. Chia sẻ bài viết cho em thật là nhiều lần các chị nhá. Chia sẻ này. Chia sẻ mạnh cho em đi ạ. Rồi, tặng em đi. Chị Huyền Nguyễn ơi, chị cũng có hết. Chị Hải Phi cũng có nhá. Cúc Lép cũng có, ai cũng có hết ạ. Phạm My cũng có nhá. Tất cả mọi người hôm nay ai cũng có quà hết. Chỉ cần mọi người chia sẻ cho em. Chia sẻ cho em thật là mạnh. Các chị ơi đây này. Hôm nay em rất là nhiều luôn nha chị nhá. Thật là ok, thoải mái cho các chị luôn ạ. Thật là ok, thoải mái cho các chị luôn. Rất là nhiều các chị nhá. Chỉ cần mọi người Huế em tặng gì vậy. Em tặng tất, em tặng khăn ấm cho mọi người. Để cái giá rét này mọi người không bị lạnh nữa nhá mọi người nhá. Em nữa rồi, Lâm Cẩm. Lâm Cẩm Quyên, các chị chỉ cần chia sẻ 2 ly, ok, ai cũng có. Ai cũng có, ai cũng có hết. Các chị chia sẻ mạnh cho em đi ạ. Tặng khăn cho chị em nhé. Cho em chị nhé, rồi ok. Nhàn Sinh ơi, chắc là tại vì là do em á. Thế á. Rồi, ok, cảm ơn tới trận luôn. Khăn ok, các chị có hết ạ. Em có rất là nhiều luôn ạ. Em có rất là nhiều, em vẫn còn rất là nhiều luôn cho các tình yêu nhá. Rất là nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Tri ân khách hàng ngày Noel này. Cho các chị có tất ấm đi chơi này. Khăn này, mùa đông không lạnh vì có qua chị tặng. Rồi, không đến nỗi là như vậy. Nhưng mà nếu mà có thể là hàng tuần em sẽ tặng cho mọi người. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài viết cho em. Rồi, Hương Bi, ok. Rồi, cô bé của mưa, ok. Cảm ơn tất cả mọi người luôn ạ. Đối trước mặt của em là 160k giày của nam có tình yêu nhá. Rồi, mọi người cứ chia sẻ đi nào. Chia sẻ đi nào. Chia sẻ mạnh cho em ạ. Tặng khăn cho em với. Đúng rồi, Quỳnh Như và Phó. Em sẽ tặng hết cho mọi người. Tất cả mọi người đều có. Tất cả mọi người đều có. Ai cũng có, nhâm nhâm em đấy chị luôn ạ. Tất cả mọi người, em tặng tất cho mọi người này. Rất là nhiều các chị ơi, nhiều lắm này. Các chị ơi, ai em cũng tặng hết nhá, ai em cũng tặng. Rồi, ok, cảm ơn chị Vân Nguyễn luôn ạ. Hôm nay ai em cũng tặng, có rất là nhiều nhá. Nhiều ơi là nhiều, các chị thấy không ạ? Đây ạ, em còn rất là nhiều luôn nhá. Ngày mai hết lại có, hết lại có. Đã đến với em cái gì cũng có luôn ạ. Có cả tất này, mua giày, được tặng tất luôn nhá chị nhá. Đây các chị ơi, chỉ cần chia sẻ bài viết cho em mạnh đi nào. Có môn sóc ơi, có nhiều nha em nhá, có nhiều ạ. Bá cũng được tặng quà, ai cũng được hết ạ. Ai cũng được hết các tình yêu nhá, ai cũng được nào. Chỉ cần em với chị, đúng rồi, mọi người phải chia sẻ mạnh cho em đi. Chia sẻ mạnh đi ạ. Chia sẻ mạnh đi, chia sẻ mạnh giúp em nào các chị ơi. Rồi, chia sẻ, ok các chị, chia sẻ mạnh nào, chia sẻ mạnh đi ạ. Chia sẻ mạnh đi nào các tình yêu ơi. Chia sẻ mạnh đi nào các chị ơi, rất là nhiều, rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Chia sẻ mạnh đi ạ. Không, em không có giày Tây Nam đâu, em chỉ có giày thể thao với tình yêu nhá. Rồi, ok, nắng ban mai, ai có, ai, chỉ cần ai có báo chia sẻ. Đôi thể thao đằng sau cũng vậy, tình yêu ơi, cũng vậy, đấy là giày nam nhá, cũng 160.000 nhá. Rồi, Jenny Thảo, rồi, thấy hết ạ. Hôm trước chị đặt giày mà không thấy gọi điện, chị Vân Nguyễn ơi.
chắc là có lúc nhân viên của em điện cho chị không được và vẫn lưu đơn ở bên kia đấy ạ. Tặng chị đi, ok, Tuân Tân, các chị phải chia sẻ bài viết cho em, chia sẻ thật là nhiều, thật là nhiều, thật là nhiều và nhiều nhiều nha các chị nhá. Ngày nào em cũng có thể. Giang ơi, có dậy mệt rồi đấy. Nguyễn Linh ơi, thấy đấy. Hình như rồi, Nguyễn Linh ơi, mình thấy đây rồi. Có bốt, có nhá các chị nhá, hôm nay cái gì em cũng có hết ạ. Có cả các siêu phẩm luôn, các chị có biết Oso là gì không ạ? Hôm nay nhá, em có một AD. Oso, AD, rồi là SDB, các loại đều là có hết, nguyên hàng của hãng hết. Mọi người chia sẻ mạnh cho em đi nào. Chia sẻ đi ạ, chia sẻ giúp em đi. Hôm nay em muốn mất hết cơ, em muốn hết luôn cái chỗ này để mai em mua cái khác cho các chị. Rồi, Thảo Môn mình thấy bạn. Không, giày thể thao của chị, giày thể thao của chị cũng có, chị ơi, cũng có nhá. Rồi, ok, tất cả hôm qua. Thánh Hạng ơi, em chắc là do bị là vì là bên em nó cái phần tin nhắn nó quá tải nên là đấy. Chị qua xem lại đơn hàng của chị. Rồi, ngày mai em sẽ hứa là một ngày em dành cho các chị để em giải quyết hết tất cả các cái đơn hàng của chị, em sẽ trả đủ cho các chị nhá. Rồi, sẽ có cho chị Hằng luôn ạ. Rồi, em rồi, chào chị Nguyễn Thủy luôn ạ. Chia sẻ rồi, có quả, ai cũng có hết, chỉ cần là chia sẻ thôi. Hôm trước. Rồi, ok, có hết cho chị nhá. Các chị ơi, chia sẻ mạnh cho em đi nào, chia sẻ đi ạ. Chia sẻ đi nào, chia sẻ nào, chia sẻ mạnh đi nào các chị ơi, chia sẻ đi ạ. Bắt đầu em tặng đây. Rồi, ok. Dạ. Mọi người chia sẻ đi, lên 200 em tặng hết nào. Các chị ơi, mỗi người thêm một lần nữa nào. Lên 200 em sẽ tặng hết cho các chị ạ. Lên 200 em sẽ tặng hết cho các chị nhá. Lên 200 thôi ạ, khó khăn và tất đủ này. Các chị này, đủ cho các chị nhá. Ai cũng được, chỉ cần lên 200 người thôi ạ. Lên 200 người nào các chị ơi, đã chia sẻ rồi. Nguyễn Huyền, Na Huyền, Na Nguyễn, ok nhá. Rồi, em chia sẻ rồi, chị tặng đi. Tất cả mọi người cứ chia sẻ mạnh với em đi. Khi nào lên mốc 200 người xem em tặng nào. Các chị ơi, chia sẻ mạnh giúp em ạ. Chia sẻ mạnh đi nào có tình yêu ơi ạ. Em sẽ tặng hết tất cả mọi người nhá. Có đủ để cho các chị luôn. Rồi, ok nhá. Ai cũng được tặng hết. Riêng hôm nay ai cũng được tặng luôn ạ. Ai cũng được tặng hết nhá. Tất cả mọi người đều tặng hết. Tất cả mọi người em sẽ tặng hết cho các chị. Rồi. Các chị hãy chia sẻ cho em, chia sẻ mạnh. Rồi, cô bé của 10 chị sẽ tặng cho em khăn luôn. Rồi, tất cả các tình yêu và cảm ơn Nori Baby luôn nhá. Quà này em sớm, đúng rồi, Thu Phạm ơi, mọi người chia sẻ đi. Chia sẻ đi nào, chia sẻ đi nào các chị ơi. Chia sẻ mạnh, chia sẻ nào, chia sẻ 20 nhóm, đúng rồi. Các chị ơi, càng chia sẻ mạnh em càng tặng nhiều, rất là nhiều, nhiều, nhiều. Nhà em nhiều quà kinh khủng luôn các chị ạ. Nhiều lắm này các chị ơi, vẫn còn nhá. Em muốn hết đi là ngày mai lại có mới nhá. Rồi, ok, Trần Thị Bích Ngọc luôn. Rồi, các chị ơi, chia sẻ mạnh đi nào, chia sẻ mạnh đi ạ. Rồi, lên 150 người xem đi nào. 150 người xem, em xuống 150 người xem, em sẽ tặng nhá. Bắt đầu em tặng nhá. Tặng nhá, 150 người xem em tặng 10 mã đầu tiên luôn ạ. Tặng nhá các chị nhá. 150 xem rất là nhiều, 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 nhiều kinh khủng luôn ạ. Có cả khăn, cúp lép tặng cho em khăn đi. Rồi, ok. Rồi, ok nha các chị nhá. 153 người, mọi người cho em số điện thoại đi nào. Mọi người cho em số điện thoại đi, em tặng cho ai là người đầu tiên nào. Một người này, ghi này, bắt đầu ghi này. 154 nào, ai là người đầu tiên cho em số điện thoại nào. Cho em số điện thoại. Đứng lại cho nó sáng đi. Nào, 150 rồi, mọi người phải cho em số điện thoại đi em tặng nào. Số điện thoại đâu, số điện thoại đâu. Các chị ơi, cho số điện thoại đi để em tặng nhanh lên. Hoa hồng, em tặng cho hoa hồng một đôi rồi nhá. Hoa hồng kìa. Lam Cam Quyên một đôi này. Nguyễn Văn một đôi này. Bình Xuất một đôi này. Nguyễn Thị Thu Hà một đôi nhá. Nguyễn Nhật một đôi nhá. Các chị phải chia sẻ đi ạ, chia sẻ mạnh đi. Mất Bùi nhá. Mất Bùi một đôi nhá. Nhi Hà Đặng em cũng tặng luôn nhá. Mất Bùi có rồi nhá. Nguyễn Văn có rồi. Thảo Đặng này. Em tặng nhá, tặng hết, ai cũng tặng, phải chia sẻ với em mới tặng. Em sẽ cho
nhân viên rách chia sẻ của các chị đấy ạ. Minh Hằng một đôi này, Lanh Ngọ một đôi này. Mọi người chia sẻ mạnh đi, chia sẻ mạnh cho em đi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh đi, chia sẻ mạnh cho em đi nào. Rồi, ok, mọi người cứ chia sẻ mạnh đi, ai em tặng. Rồi, em tặng cho chị Tươi Vú này. Các chị ơi, chia sẻ mạnh đi, chia sẻ mạnh đi. Lên gần 200 người xem rồi, chia sẻ mạnh đi, em lại tặng tiếp. Em tặng luôn cả khăn luôn này. Chia sẻ mạnh đi ạ, chia sẻ mạnh đi. Rồi, các chị phải báo với em là chia sẻ mạnh nhá. Thu Hương em tặng này, Thu Phạm em tặng này. Ai chưa được phải bảo em là chị chưa được nhá, không có em không tặng đâu ạ. Nào, Vũ Khánh Thu phải chia sẻ nhá, tặng thêm cái khăn đi. Ok, Nguyễn Nhật, đúng không? Nguyễn Nhật một cái khăn luôn, rất là sang chảnh này. Tân Tân một cái này, một Tân Tân một đôi tất này. Mọi người ơi, ai được rồi thì chỉ cần chia sẻ cho em thôi nhá, để ngày mai em lại tặng tiếp. Tuyết Trinh một cái này. Rồi, các chị ơi chia sẻ đi nào. Nguyễn Yến Yến, lên 300 người xem em tặng tiếp nào các chị ơi. Ai nữa? Mở bé đi cho chị. Rồi, các chị ơi, Bảo Trâm một cái này. Nguyễn Văn quá rồi. Tất cả mọi người, các chị ơi chia sẻ mạnh cho em đi nào, chia sẻ đi ạ. Hồng Thủy này, em tặng cho Hồng Thủy luôn nhá. Cho chị khăn đi, cái gì đây, tên tiếng nước ngoài này. Run này. Các chị ơi, ai được thì phải liên lạc lại với bên em nhá, để nhận quà nhá. Bảo Trâm em chưa được, Bảo Trâm được rồi. Cho Bảo Trâm luôn này. Thu Phạm có rồi, à Thu Phạm đổi cho Thu Phạm khăn nhá. Các chị ơi phải nhận là phải ai được thì phải bảo bên em nhá. Úc lép chưa có gì, ok chưa có gì thì cho này. Đôi giày này có size 41 có hết ạ. Mọi người cứ chia sẻ mạnh cho em đi, cho Minh này chia sẻ, nhưng mà phải cho em số điện thoại nữa. Ai em cũng tặng hết, có hết này các chị ơi, vẫn còn rất là nhiều quà nhá, vẫn còn rất là nhiều quà nhá. Nào các chị ơi, Nhan Sinh có rồi nhá, chị cho chị khăn. Nguyễn Vân đổi một đôi tất, ok chị Nguyễn Vân em đổi cho chị rồi nhá. Hồng Thủy tặng thêm khăn cho em với á, mỗi người một tứ thôi, vậy thì có mà em chết à. Các chị ơi ai cũng được một tứ, ngày mai lại chia sẻ cho em lại tặng cho mọi người nhá. Mình được chưa, chia sẻ đi nào. Nguyễn Huyền ok, mọi người phải nói luôn là cái sở trường của mọi người là gì, thích khăn hay thích tất nhá. Nguyễn Huyền em tặng luôn ạ. Luận điểm phải chia sẻ bài viết cho em và cho em số điện thoại nhá. Ngô Thu Trang em tặng luôn ạ. Sắp được rồi các chị ơi, chia sẻ nhanh nào, chia sẻ thật mạnh, nhanh cho em nào. Chia sẻ thật mạnh nhanh, em vẫn còn rất là nhiều quà. Dung Nguyễn này, ai được thì phải báo lại bên em nhá, phải liên lạc lại bên em bảo là chị được quà rồi thì các em phải báo với nhân viên nhá. Khu bển chị chưa có à? Chị có rồi, em cho chị luôn nhá. Em chị ship 30.000 nhá. Cái này các chị phải mua hàng thì các chị lấy chứ ai lại ấy luôn à. Thanh chị nhé, chị mau chị gửi cho em đôi giày kia thôi. Rồi ok, tất cả mọi người chia sẻ mạnh đi, chia sẻ đi ạ. Na Nguyễn này, Na Nguyễn cho đây này, Na Nguyễn cho đây này. Nguyễn đi đến có rồi tình yêu ơi. Các chị ơi ai được quà thì phải liên hệ lại bên em nhá. Em lấy đôi này size 41 nha. Ok, Vũ Khánh Thu anh ơi, Vũ Khánh Thu đôi như này 41 cho chị ý này. Rồi, Tân Tân có rồi, Thanh Trần. Em cho Thanh Trần một đôi này. Vẫn còn rất là nhiều quà nhá các chị nhá, vẫn còn ạ. À. Ai được thì phải liên hệ lại bên em nhá các chị nhá. Phải được, đổi tất thành khăn cho em. Hà Nhi Đặng, ok luôn. Chia sẻ rồi, nàng tặng khăn đi, hạnh phúc xa vời, ok. Tặng khăn cho hạnh phúc xa vời luôn nhá. Ai nữa nhở, ai nữa tất cả các chị em ạ, à? Ai ạ, à? Em rất còn rất là nhiều luôn ạ, à. Các chị ơi em còn nhiều dã man nhá các chị nhá. Hôm nay em thử cho tầm 1.000 người xem, em sẽ tặng cho đủ cho 1.000 chị luôn nhá. Thích màu xanh nhìn thấy luôn ạ, à. Đổi tất thành khăn nhà chế rồi, ok. Chị Oanh em cho này, chị Oanh luôn này. Là tít mưu này, một nhát nữa này. Rồi các chị ơi chia sẻ đi ạ, à. Chia sẻ thật mạnh đi nào. Em sắp hết rồi. Các chị chia sẻ đi, nhanh lên em sẽ tặng hết cho các chị. Rồi cái gì đây, Hồng Nhung cho khăn nó ok. Nhưng với điều kiện các chị phải chia sẻ cho em, chia sẻ 5 lần nha các chị nhá. Bên em đang check chia sẻ của các chị đấy ạ, à.
Các chị ơi chia sẻ tiếp nào, chia sẻ tiếp nào, chia sẻ rồi tặng khăn em liên bóng rồi, ok tặng khăn cho em nhá. Gấu con thích cái gì cho cái đôi tất này, không nói năng gì cho tất rồi. Ánh tẹt cho đôi tất luôn này. Nguyễn Yến Yến. À chị Thanh Hương ơi, chị hỏi em cái gì chị hỏi lại ạ. Na Nguyễn rồi, ok cho Na Nguyễn luôn ạ. Cho chị khăn loanh loanh cho chị khăn này. Hương Bùi em cho chị tất này, chia sẻ mà chưa được khăn gì cả. Chị Quỳnh Như Bố Võ bây giờ mới nhìn thấy chị nhá. Cho chị luôn này. Cho chị Quỳnh Như Bố Võ khăn luôn nhá. Thanh Hương nói nhiều rồi, đúng rồi. Các chị ơi chia sẻ bài viết giúp em đi ạ. Bích Hiền Võ, em tặng cho chị Bích Hiền Võ luôn nhá. Gấu con chị tặng khăn cho em nhá. Cái gì đây ạ? cún gọi tặng cho chị đôi tất à? Rồi tặng cho chị một đôi tất luôn nhá. Hạnh Ất tặng khăn cho em ạ. À? Đúng rồi tặng khăn nhá. Các chị ơi cúc lép chị tặng cho em rồi. Ánh đẹp khăn chị nhé. Rồi ok em khăn nhá. Tặng khăn em đi. Sushi Nguyễn rồi ok tặng em nhá. Rồi tiếp tục em bỏ ra 2 phút cho các chị chia sẻ tiếp cho em ạ. Chia sẻ mạnh cho em để em tặng tiếp nào các chị ơi. Chia sẻ mạnh cho em để em lại vẫn còn nhiều đây này các chị này. Vẫn còn rất là nhiều luôn ạ. Vẫn còn rất là nhiều nhá. Đảm bảo là bao chất luôn nhá các chị nhá. Không phải là hàng rẻ tiền đâu. Rồi chị Thanh Hương em tặng cho chị Thanh Hương này. Mọi người hãy chia sẻ đi. Lê Tình chia sẻ đi. Rồi các chị ơi chỉ cần số điện thoại thôi ạ. Số điện thoại. Số điện thoại nhá các chị nhá. Rồi Nguyễn Thị Thu Thủy này. Gấu con ok nhá. Thanh Trần mọi người phải chia sẻ cho em tặng ngày mai. Hôm nào like em lại có quà của hôm đó nhá các chị nhá. Toàn người quen mới có quà. Luận điểm cho luận điểm một đôi luôn. Có quen nhau không nhở? Thanh Trần ok. Thanh Trần có rồi mà. Các chị ơi có rồi. Bình Trần cho Bình Trần này. À, cái gì Lan Sở Ba cái Yên Bái có này. Cho Lan Sở Ba Yên Bái luôn này. Cái gì đây nữa ạ? Thanh Hương 50 lần rồi, ok Thanh Hương này. Rồi các chị ơi, gấu con tặng khăn rồi, Na Nguyễn ơi tặng rồi ạ. Thu Thủy em tặng cho chị Thu Thủy nhá. Mọi người ơi chia sẻ đi ạ, chia sẻ bài viết đi. Chia sẻ bài viết cho em, chia sẻ bài viết cho em, ai em cũng tặng hết, chỉ cần báo là đã chia sẻ rồi. Mọi người phải chia sẻ đi ạ, chia sẻ bài viết đi ạ, chia sẻ bài viết đi. Rồi đúng rồi, chia sẻ bài viết cho em đi. Tại vì là chị nói hoặc là anh nói là em tặng cho người quen, ai em cũng tặng hết. Tất cả ở đây không có ai là quen em hết ạ. Không có ai là người quen, chỉ có khách quen thôi, chứ không có người quen đâu ạ. Nào các tình yêu chia sẻ mạnh cho em đi nào. Chia sẻ và chia sẻ đi nào. Chia sẻ mạnh đi ạ. Em tặng này, ai em cũng tặng hết. Chỉ cần các chị báo là chia sẻ giúp em nhá. Rất là nhiều đủ cho các chị thôi. Thanh Hương ok, chia sẻ đi nào. Đôi giày trên bàn giá 160.000 các tình yêu nhá. Rồi đã chia sẻ nào mọi người ơi, chia sẻ đi nào, chia sẻ đi ạ. Phương Mai. Người lạ tặng mà chủ yếu là tặng người lạ nhá các tình yêu nhá. Tặng người lạ luôn ạ. Rồi các chị ơi chia sẻ nào. Chị Tâm Lê em tặng cho chị Tâm Lê này. Chị Thương Phan em tặng cho chị Thương Phan này. Rồi các tình yêu ơi chia sẻ đi. Chia sẻ và phải comment số điện thoại cho em ạ. Chia sẻ và phải comment số điện thoại cho em ạ. Chia sẻ và phải comment số điện thoại giúp em ạ. Các tình yêu ơi chia sẻ đi nào. Tất trẻ, à tất người lớn nhà thôi. Em đang xỏ đây này chị này. Em đang đi đây nhá. Toàn bộ là tất hàng có tem mã. Mã phết nhá, không phải là hàng rẻ đâu ạ. Đúng rồi, bán hàng cho khách quen thì cần gì phải chia sẻ. Em cảm ơn Việt Anh Nam Tòng nhá. Rồi em cảm ơn ạ. Các tình yêu ơi, chip thỏa ngốc ok, cho chip thỏa ngốc một đôi luôn ạ. Rồi các chị ơi, ai được rồi thì chỉ cần chia sẻ cho em và tí giờ mua hàng cho em là ok nhá. Lên 350 người xem em tặng khăn luôn ạ. Lên 350 người xem em tặng nào. Da cúm chị tặng này. Các tình yêu chia sẻ bài viết mạnh cho em đi nào. Chia sẻ nhiệt tình. Chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Rồi ok. Nguyễn Thanh Hương Thơm chị tặng luôn nhá. Các tình yêu ơi chia sẻ đi nào. Kiên Nguyễn phải
em số điện thoại đi chứ. Khánh Thắng ok, đã chia sẻ. Đúng rồi, các chị báo cho em là các chị đã chia sẻ nhá. Các tình yêu ơi, các tình yêu, chia sẻ cho em. Khi nào em nhận được hàng á, thì khi nào em thích, ngày mai các chị sẽ chốt đơn cho em. Chỉ cần em phải điện lại cho bên chị báo là chị em đã được tặng quà nhá. Ai được tặng quà là hãy inbox lại cho bên em là được tặng quà, tặng khăn theo ý muốn nhá. Các tình yêu nhá. Điện thoại của ai đấy? Nào các chị ơi, chia sẻ mạnh cho em đi nào. Chia sẻ rồi, chị Na Nguyễn chia sẻ cho chị Na Nguyễn này. Cho chị Na Nguyễn luôn ạ. Chia sẻ nào các chị ơi, chia sẻ mạnh đi nào. Chia sẻ mạnh giúp em vẫn còn rất là nhiều luôn nhá chị nhá. Các chị chia sẻ đi nào. Rồi Nguyễn Thị Ca, em tặng cho chị Nguyễn Thị Ca một cái khăn luôn ạ. Nguyễn Thị Ca một cái khăn nhá. Rồi các chị ơi, chia sẻ mạnh đi nào, chia sẻ mạnh đi giúp em ạ. Nguyễn Hồng, em tặng cho chị Nguyễn Hồng nhá. Chia sẻ đi nào các tình yêu ơi, chia sẻ đi ạ. Chia sẻ thật mạnh đi nào. Liên Ngọc Việt Nguyễn, rồi em tặng cho Liên Ngọc Nguyễn Việt này. Tiên lấy khăn này, rồi ok này, em tặng này các chị này. Chia sẻ này các chị ơi, chia sẻ giúp em ạ. Ai em cũng tặng hết các chị nhá. Ai em cũng tặng hết, còn nguyên đai nguyên kiện hàng mới rang nhá. Các chị ơi chia sẻ nào. Chia sẻ giúp em đi nào, chia sẻ đi ạ. Minh Minh rồi ok. Các chị chia sẻ cho em đi nào. Nào các tình yêu ơi, chia sẻ nào, chia sẻ mạnh giúp em đi ạ, chia sẻ mạnh giúp em đi ạ. Rồi, Thắng Khánh tặng cho Thắng Khánh khe khăn nhá. Rồi, các chị ơi chia sẻ nào. Chia sẻ mạnh đi ạ, chia sẻ mạnh đi. Cái gì em cũng tặng hết. Khăn này, tất em tặng hết. Em là mùa đông năm nay mọi người không phải lạnh giá nữa ạ. Chia sẻ mạnh đi, chỉ cần chia sẻ thôi ạ. Chỉ cần chia sẻ thôi. Ok, em tặng cho chị Thúy Lê một đôi tất nhá các chị nhá. Đây ạ, toàn bộ là tất của em đây nhá các chị nhá. Đây ạ, có tem mác mã đàng hoàng nhá các chị nhá. Đây ạ. Các chị ơi, chia sẻ mạnh cho em đi nào. Chia sẻ mạnh đi ạ. Chị Thu Mít rồi, ok chị Thu Mít nhá. Trương Thị Mỹ Linh, ok Trương Thị Mỹ Linh luôn nhá. Tặng khăn Quỳnh Cớm, ok tặng khăn cho chị Quỳnh Cớm luôn nhá. Rồi. Tặng cho Đăng Dương Trần khăn luôn nhá các chị nhá. Cái gì đây ạ? Nguyễn Thị Thu Phương, em tặng cho chị Nguyễn Thị Thu Phương luôn nhá. Na Nguyễn, em tặng cho Na Nguyễn nhá. Rồi, chị Thương Phan, cảm ơn. Cảm ơn tất cả các tình yêu của em ạ. Rồi, ok, các chị ơi, cứ chia sẻ bài viết cho em đi ạ. Chia sẻ bài viết mạnh đi nào. Các tình yêu ơi, chia sẻ đi ạ. Em tặng hết rồi, em bán hàng. Cái gì đây? Thanh Linh Ta này, em tặng cho Thanh Linh Ta này. Tặng em khăn Tâm Lê, tặng cho Tâm Lê khăn này. Nguyễn Huyền khăn này. Các chị ơi chia sẻ đi ạ, chia sẻ mạnh đi. Chia sẻ mạnh, chia sẻ mạnh đi. Tiên Đoán đã chia sẻ chưa mà vào rồi nhận quà nào. Không, người lớn chị ơi. Có giày này, giày nam rồi nhá. Đây là hàng em vừa đang đi đây ạ. Đây là bao luôn là xuất nhá. Đây là rất là đẹp luôn nhá. Trương Thị Lý mẹ Mỹ Linh nè. Lên 500 người em tặng giày. Lên 500 người em tặng giày luôn ạ. Lên 500 người em tặng giày nhá. Rồi các chị chia sẻ đây nào. Tớ không cần khăn chỉ mua thôi. Rồi ok chị Tâm Phạm Thị ạ. Rồi tất cả mọi người, Phượng Hồng cho Phượng Hồng khăn luôn nhá. Rồi Hoa Bùi khăn luôn ạ. Hạnh Hiền khăn luôn nhá các chị nhá. Em tặng cho các chị phải liên lạc lại giúp em nhá. Chị Thu Nguyễn ạ, à, em nhìn thấy rồi, không em thấy chị bây giờ vui đã, em thấy chị nhá. Các mọi người chia sẻ mạnh cho em đi, chia sẻ mạnh cho em đi ạ. Chia sẻ mạnh đi, em tặng em còn rất là nhiều luôn ạ, rất là nhiều khăn và tất đây để các chị này, rất là nhiều luôn ạ. Toàn bộ là hàng của chất nhá, không phải là hàng rẻ tiền đâu, các chị nhận hàng các chị mới biết ạ. Rồi các chị ơi, chị chế cho chế cái khăn á. Rồi ok Hải Nguyễn nhá, chia sẻ giúp em nào các tình yêu ơi, chia sẻ mạnh đi ạ. Nguyễn Hương Thơm khăn nhá. Rồi em tặng cho các chị luôn ạ. Nào các chị ơi chia sẻ và cho số điện thoại luôn nào. Na Nguyễn có rồi mà, sao em comment nhiều mà không thấy Alex khóc. Bây giờ em phải thấy chị Yến Nhi ơi, bây giờ em phải thấy nhá các tình yêu nhá. Chia sẻ mạnh Thu Hà em tặng luôn nhá. Chấm Bi ơi, bây giờ em phải thấy chị nhá.
chia sẻ mạnh đi nào, em tặng luôn ạ, tặng hết nhá các chị nhá, em tặng hết, tặng hết, tặng hết, tặng hết. Em tặng hết luôn ạ. Thu Hiền khăn ok, Thu Hiền khăn nhá, em tặng cho chị Thu Hiền khăn nhá. Thu Hiền khăn này. Chị Thủy Nguyễn em tặng cho chị Thủy Nguyễn nhá. Chị Hoàng Thị Viên em tặng cho chị Hoàng Thị Viên luôn nhá. Rồi ok, các chị chia sẻ mạnh đi nào. Chia sẻ mạnh lên 500 người xem, 500 người xem, 500 người xem các chị ơi, em tặng giày cho các chị nhá. 500 người xem em tặng giày. Triệu Quang Tùng à, Triệu Quang Tùng anh chia sẻ rồi mà không tặng cho anh con ốc sò lông nhé. Là ai ạ? Các chị ơi chia sẻ đi nào, chia sẻ mạnh giúp em ạ. Hoàn gầy thì cho Hoàn gầy một cái khăn luôn nhá. Chia sẻ và cho số điện thoại để em mới tặng được chưa các chị? Chấm bi ok, chấm bi này, các tình yêu này. Chia sẻ này, chấm bi rồi á. Chị Hương, Trần Hương cũng xem nào. Nào các tình yêu ơi, chia sẻ mạnh đi ạ. Chia sẻ mạnh đi nào các tình yêu ơi, chia sẻ mạnh đi nào. Chia sẻ mạnh đi cho em ạ, em còn rất là nhiều em tặng cho các chị này. Ừ đúng không? Chia sẻ mạnh đi nào, chia sẻ mạnh đi nào, em tặng khăn tặng đất nào. Có cho ạ, à, em cho chị Hương Nguyễn luôn nhá. Phạm Ngọc cho Phạm Ngọc luôn này, Phạm Ngọc luôn này. Các chị ơi chia sẻ này, chia sẻ là có quà, đúng rồi, chia sẻ là có quà. Chia sẻ em hoa bất tử rồi, em tặng cho em hoa bất tử nhá, thấy hết, em thấy hết các chị luôn ạ. À. Em thấy hết nhá. Nhung Cao, rồi tặng cho Nhung Cao này, Bảo Ngân rồi, ok em tặng cho Bảo Ngân này. Thu Hà em tặng luôn cho Thu Hà này. Với điều kiện các chị phải chia sẻ bài viết cho em, chia sẻ bài viết cho em và không bao giờ hết quà luôn ạ. À. Chia sẻ đi nào, chia sẻ mạnh đi ạ. À. Có bán cho không? Có khăn chế nhé. Rồi Trần Thúy ok, Trần Thúy nào các tình yêu ơi, chia sẻ mạnh giúp em ạ. À. Còn rất là nhiều quà, rất là nhiều quà, quà 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 đây ạ. À. Các chị phải liên lạc lại bên em nhá các chị ơi, chia sẻ nào. Nguyễn Nhã Kim Anh em tặng cho Nguyễn Nhã Kim Anh cái gì nhá, còn rất là nhiều luôn ạ. À. Thật sự là rất nhiều đây ạ. À. Các chị ơi chia sẻ mạnh đi ạ. À. Chia sẻ mạnh. Trang Nguyễn Thị ok, Trang Nguyễn Thị một cái khăn nhá. Rồi các chị ơi chia sẻ mạnh cho em ạ. À. Dạ. Rồi các chị chia sẻ đi ạ. À. Yến Hoàng rồi, Yến Hoàng em cho Yến Hoàng Hoàng rồi nhá. Các chị ơi chia sẻ nào, chia sẻ mạnh đi ạ. À. Huyền Nguyễn khăn nào. Rồi các chị ơi chia sẻ lên 400 người xem, 500 người xem đi. 500 người xem em tặng giày luôn cho các chị nhá. Lan Tít ok, Lan Tít tặng cho Lan Tít một đôi luôn này. À cho Lan Tít nhá, Lan Tít đôi. Đứa này đây mẹ. Rồi. Ai? Không chơi cái gì cả, không chơi cái gì, ai hỏi chơi cái gì vậy? Không chơi cái gì cả, chỉ cần chia sẻ thôi. Chia sẻ là em tặng quà, em tặng thất này. Nào các chị chia sẻ mạnh đi. Không thấy, thấy mình không mi sai em thua em thấy. Rồi Phương Hảo, em tặng cho Phương Hảo một cái khăn nhá. Chia sẻ nhiều lắm chế ơi, tặng em khăn Moon Shop, ok. Ok, ok, Moon Shop luôn nhá. Chia sẻ mạnh đi nào các chị ơi. Lúc nào mất tiền đến hơi rồi. Đúng rồi chị ơi, em đang bị viêm họng mà em rất là hôm nay em rất là vui với mọi người vì mọi người toàn là người em yêu thương hết ạ. Vi Nguyễn, Vi Nguyễn thích cái gì thì bảo mình nào. Tất nhá, tặng cho Vi Nguyễn tất luôn này. Hôm nay em rất là sang chảnh luôn. Tặng khăn Trương Thị Mỹ Linh ok, khăn luôn cho Trương Thị Mỹ Linh nhá. Chia sẻ rồi, tặng cho cái khăn Jenny Trần ok, bảo nhau câu tặng luôn. Tích cực chia sẻ vào các hội nhóm đi nào. Na Nguyễn, Na Nguyễn cho Na Nguyễn đồ tất, còn rất là nhiều tất luôn. Rồi các chị ơi, rất là vô tư luôn ạ. Cái gì đây, khăn nhé chị Đặng Đặng à, rồi ok các chị ơi. Các chị chia sẻ đi ạ, cho Đặng Đặng rồi nhá. Đặng Đặng có quà rồi nhá. Phương Hảo rồi, cảm ơn, em cảm ơn các chị trước ạ. Chị Vinh hay là anh Vinh gì đấy mua thì nhận nha, đợi em một tí được không ạ? À? Rồi các chị ơi chia sẻ mạnh như nào. Hoa Bùi đâu ạ? À? Hoa Bùi rồi, tặng cho Hoa Bùi luôn ạ. À. Hoa Bùi em tặng cho Hoa Bùi luôn nhá. Ai cũng phải cho em số điện thoại nào. Minh nè, Minh Ninh ơi cho em số điện thoại đi nào các tình yêu ơi, chia sẻ nào. Lên 500 rồi.
nên sắp mất đôi giày rồi. Em sắp mất một đôi giày rồi, anh đưa cho em cái đôi bốt màu ghi. Đưa cho em cái đôi bốt màu ghi đi ạ. Lên mốc 500 ạ. Lên mốc 500 em tặng điện một điện. Đôi giày cho một người bất kỳ. Cái đôi bốt màu ghi ấy. Màu ghi có cái quả chuông ấy. Tích cô chia sẻ đi, cô chia sẻ rồi nhé. Cô Hương Mai tặng cho cô đôi tất mấy khi. Tặng cho cô Hương Mai đôi tất rồi nhá. Các chị ơi, chia sẻ nào, chia sẻ mạnh đi ạ. Hết cỡ đi các chị ơi. Rất là nhiều, em còn nhiều lắm các chị ơi. Nhiều vô cùng đề. Các chị ơi, nhiều vô cùng luôn ạ. Các chị chia sẻ mạnh với em đi nào. Chia sẻ lên 500 người xem em tặng bốt luôn cho các chị nào. 500 người xem em tặng bốt nào. 500 em tặng bốt rồi, ok. 500 người xem. 525 người rồi. 500 người xem, mọi người comment số bốt và số điện thoại giúp em nào. Bốt và số điện thoại giúp em. Bốt và số điện thoại em tặng bốt. Một đôi bốt cho ai đây ạ? Cho chị nào chia sẻ nhiều nhất. Cho chị nào chia sẻ nhiều nhất. Bốt. Bốt nào, bốt và số điện thoại nào. Bốt và số điện thoại, các chị không nghe thì em nói à. Nhanh tay nào, bốt và số điện thoại em tặng cho ai. Nhìn thấy đầu tiên cho các chế nào. Ai, hoa hồng, em tặng cho chị hoa hồng nhá. Một đôi bốt cho chị hoa hồng luôn. Ngay liên hệ bên em để lấy quà luôn nhá. Chị hoa hồng được tặng bốt rồi, ok. Lên tiếp tục đi nào, lên tiếp tục, em vẫn còn tặng. Em vẫn còn quà, em tặng cho các chị tiếp tục, tiếp tục. Tiếp tục, em vẫn còn, còn rất là nhiều. Mùa đông năm nay không lạnh luôn ạ. À. Rồi, các chị chia sẻ bài viết giúp em ạ. Các chị có nhìn thấy mốc 1.000 được không? Cho các chị nhìn thấy cái mốc 1.000 luôn nhá. 1.000 người xem ạ. 1.000 người xem luôn. 1.000 người xem, đây là mốc 1.000 nhá. Hoàn gầy em thích vừa xem like của chị lắm luôn đấy. Rồi ok, 1.000 người xem cho ai đây ạ? 1.000 người xem cho chế nào nhá. Không phải chị Hải Nguyễn ơi, em nhìn thấy ai? Em nhìn thấy ai em tặng cho người đấy luôn ạ. 1.000 người xem mốc em để dành đây. Cho Jenny Trần đâu, cho Jenny Trần ạ, à? Quên mất. Không, Jenny Trần bốt thì qua rồi. Bốt em tặng cho chị Hoa Hồng rồi nhá. Hoa Hồng liên hệ lại nhá. Rồi, Hoa Hồng phải liên hệ lại với bên em. Ôi dồi ôi, chết rồi. Tất đi luôn bốt. Chị Hoa Hồng cũng được tạ, có cả tất đi luôn bốt luôn nhỉ. Rồi chị. Nào, tặng nào, số điện thoại để em tặng tiếp nào các tình yêu ơi. Số điện thoại để em tặng tiếp. Số điện thoại đâu ạ? À? Thu Nguyễn cái gì đây ạ? À? Chị Thu Nguyễn chị biết cái gì đây nhỉ? Chục lần rồi, muốn khăn máu gọi. Chị Thu Nguyễn, sao chị không gọi vì em sớm khổ lắm, em tặng cái gì một cái? Rất là nhẹ nhàng luôn ạ. À. Chị Thu Đào Nguyễn, cho chị Thu Đào Nguyễn một đôi tất nhá. Rồi ok, em còn rất là nhiều. Em xếp vào cho em chị đi. Kem nhá, em tặng cho kem này. Ai được quà phải liên hệ lại với em nhá. Lan tít được rồi nhá. Nào, Hương Nguyễn khăn. Đâu? Khăn ai? Hương Nguyễn là ai? Em cho chị Hương Nguyễn thêm một cái khăn nữa nhá. Hương Nguyễn một cái khăn nữa nhá. Hương Nguyễn này. Rồi, Cherry Trang, cho chị Cherry Trang luôn này. Móc 1.000 lên cho mọi người xem. 650 người xem rồi. Em đây. 1.000 người xem đây nhá các chị nhá. 1.000 người xem đây ạ. 1.000 người xem các chế nhá. 1.000 người xem đây ạ. Nào các tình yêu ơi, Tạ Thu Hương à, em Tạ Thu Hương cho Tạ Thu Hương một đôi luôn ạ. À. Còn rất là nhiều, mọi người phải chia sẻ đi nào, chia sẻ mạnh. Jenny Trang được khăn, cho Jenny Trang cái gì đây cũng có khăn luôn cho chị nào. Các chị ơi, chia sẻ mạnh đi nào. Rồi các chế ơi, chia sẻ mạnh đi nào. Ngày mai mọi người theo dõi like của em lại có quà luôn các tình yêu nhá, lại có quà luôn. Hải Yến, rồi em cho Hải Yến một đôi tất luôn nhá. Đổ hết của mẹ ra rồi. Nào, tặng tới đi, Vũ Giang, ok, cho Vũ Giang này. Rồi, Vũ Giang này. Lên 1.000, bắt đầu bốt. Lên 1.000 người xem đây ạ. 1.000 người xem em tặng cho một siêu phẩm luôn nhá, các chế nhá. Một siêu phẩm đây ạ. Lên 1.000 người xem. Lên 1.000 người xem đây ạ. 1.000 người xem em tặng cho chế nào, một siêu phẩm này luôn nhá. Có. Có cô Hương Mai ơi, có nhá, có màu đen. Ấn Nguyễn này, mình tặng cho Ấn Nguyễn luôn nhá. Ai cần khăn, Tạ Thu Hương khăn luôn này. Các chị ơi, mạnh tay lên nào, mạnh tay lên ạ. À. Em chia sẻ mạnh đi ạ, à. Em còn rất là nhiều quà luôn nhá, các tình yêu nhá. Hải Yến cho Hải Yến này, tình phạm này, các chị này. Triệu Lệ Tính này. Mọi người ơi, chia sẻ đi, chia sẻ rồi thì Sana Trang không sao cả, các chị chỉ
cần bấm theo dõi nick của em và chia sẻ bài viết cho em sẽ tặng quà. Em tặng cho rất là nhiều quà, em có rất là nhiều, em còn rất là nhiều luôn ạ. Các chị ơi, không bao giờ hết quà đến với em. Tặng mình với quả úa cho luôn, quả úa một đôi luôn ạ. Nào các chị ơi, tiếp tục giúp em nào, chia sẻ cho Trần Thúy luôn nhá. Trần Thúy ơi, tất cả hôm nay ai được chỉ được một lần nhá. Tất cả mọi người là ai được rồi nhá chị nhá. Có ngày mai lại bảo là mình được hai thứ. Rồi, cho Trần Thúy khăn rồi ạ. Thanh Hương nhá, em chị Thanh Hương nhá. Rồi, Trần Thúy lại tất luôn, cho tất luôn. Na Nguyễn, em tặng cho chị Na Nguyễn. Chị Hà Quý nhá, em tặng cho chị Hà Quý luôn nhá. Chia sẻ đi nào các chị ơi, chia sẻ đi nào, chia sẻ mạnh đi ạ. Lên nhanh 1.000 người xem đi, 1.000 người xem nào các chị ơi, 1.000 người xem đây ạ. Phần quà của 1.000 này. Chia sẻ mạnh đi các chị ơi, 1.000 người xem, 1.000 người xem giúp em đi nào. Phương Ảo, em tặng cho Phương Ảo nhá. Các chị ơi, em tặng cho chị Phương Ảo nhá. Các chị ơi, chia sẻ nào. Không lên 1.000 người xem là em bán hàng là hết tặng nhá. Không tặng nữa đâu ạ. Hạnh Nguyễn, rồi em tặng cho chị Hạnh Nguyễn. Mùi thuốc ở chỗ nào vậy anh Chuất ơi? Em đang khẳng cổ đấy. Chia sẻ mạnh đi các chị ơi, chia sẻ mạnh. Đừng nhìn anh khóc, ok. Rất là cảm thiết, em cho đừng nhìn anh khóc luôn này. Quả úa rồi, quả úa. Lụa La Vi ơi, xuống đây giúp chị với. Em tặng cho quả úa rồi nhá. Lụa La Vi ơi, xuống đây đi ạ. Giám đốc ok, nhân viên xuống đây bên cạnh chị. Nào, chị em mình cùng nào. Chia sẻ rồi. Phạm Ngọc chị thấy như lắm rồi, em khăn đi cho em rồi mà. Phạm Ngọc em có phần rồi nhá. Tặng khăn. Mọi người phải cho em size, số điện thoại luôn chứ. Lily em tặng cho chị Lily một đôi tất luôn. Một đôi tất rất là sang chảnh. Chia sẻ mạnh đi các chị ơi, chia sẻ mạnh đi. 1.000 người xem em tặng cho các chị đôi này nữa mà các chị không thích à. Em nhắc lại là chị Hoa Hồng đã được đôi bốt này nhá. Chị Hoa Hồng nhá, đây là của phần quà của chị Hoa Hồng. Chị Hoa Hồng hãy liên hệ lại với bên em để được tặng nhá. Rồi, Vũ Anh Ngọc, tặng cho chị Vũ Anh Ngọc luôn. Thắc mắc này, em bỏ ra 2 phút cho các chị chia sẻ. Lựa người mà tặng bạn sao chia sẻ cả đống mà không thấy Tuyền vô. Em tặng cho Tuyền vô một đôi luôn đi. Không có số nữa lại chị. Anh Tuyền Võ hay là Tuyền vô cho em số điện thoại luôn đi. Các chị ơi, chia sẻ mạnh đi nào. Chia sẻ mạnh tay đi ạ. Mạnh tay. Chỉ cần comment số điện thoại thôi. Comment số điện thoại em sẽ tặng quà cho các chị luôn. 1.000 người xem đi nào. Đúng rồi, 1.000 người xem đi nào các tình yêu ơi. Lên mạnh đi ạ. 1.000 người xem, đừng thả tim, thả like cho em là được rồi. Hương Nguyễn các... Rồi đúng rồi, bốt rất là đẹp luôn này các tình yêu ơi, đẹp lắm nhá. Bốt này đây, bốt này có cả màu đen luôn ạ. Trị giá là 160k các tình yêu nhá, 160k luôn ạ. 160k cho chế nào này, cái đôi nào cũng thế luôn ạ. Đâu? Duy Phong em tặng cho Duy Phong luôn nhá. Trần Thảo. Ai nữa? Trần Thảo. Trần Thảo rồi, tặng cho Trần Thảo. Hải Nguyễn được rồi. Sunny Trang được rồi. Milan. Các chị chia sẻ đi, lên 1.000 người xem em tặng cho thế nào. Lên 1.000 người xem, 1.000 người xem em tặng cho ai. Tích cực chia sẻ đi mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay đi nào. 800 chia sẻ mạnh tay giúp em, nhanh tay, em sắp mất đôi bốt này rồi. Cho cô đôi màu đen size 37. Ok, cô Hương Mai, chốt cho cô Hương Mai đôi màu đen size 37 bốt này đã. Các chị ơi, chia sẻ mạnh với em nào, chia sẻ mạnh với em đi ạ. Chia sẻ mạnh đi, em tặng nhá, em tặng hết tất cả mọi người luôn ạ. Các chị ơi, khăn đi chị ơi, Trần Thảo, cho Trần Thảo cho chị số điện thoại luôn nhá. Messi Việt Nam tặng luôn này. Lên khăn của khăn choàng. Thấy hết, em thấy hết, 801 chị em đều thấy cả nhá. Quỳnh Cớm, em chia sẻ 15 lần được rồi ạ. Thank you nhá. Ly Nguyễn tặng cho Ly Nguyễn này. Lục Thị Hiền à, bốt ra. Lên 1.000 người xem em tặng bốt. Đúng 1.000 người xem em tặng tiếp đôi bốt này nữa luôn ạ. Em để đằng sau này cho nó, các chị ngắm cho nó xinh tươi nhá. Rồi, Trần Bảo An à, chia sẻ cho chị đi. Rồi, lên 900. Các chị ơi, chia sẻ mạnh đi nào, càng mạnh càng tốt. Chia sẻ mạnh đi ạ. Hôm nay em chỉ tặng quà cho các chị
là nhiều luôn, dưới đây em còn rất là nhiều luôn, em sẽ tặng cho các chị. Đây này các chị ơi, tất đây ạ. À. Minh Hạnh, em tặng cho chị Minh Hạnh nhá. Ai ạ? Lê Ngọc Hương, em tặng cho chị Lê Ngọc Hương luôn nhá. Thấy tất mà sao người tặng không thấy bạn. Hảo, Hảo Hảo ơi, tặng cho Hảo Hảo luôn nhá. Em yêu anh, tặng cho em yêu anh luôn này. Các chị ơi, nhanh tay, nhanh tay. Yến Yến, Tào Lao à, tặng luôn cho chị một đôi. Ngày mai thì điện cho em ship luôn cho chị. Chỉ cần chị có mua hàng cho em hay không thôi. Riêng em nói tặng là tặng các chị nhá. Tặng là tặng, chia sẻ rồi nha chị yêu. Cảm ơn Trần Khánh Vinh em yêu ạ. Chị nghe nói rằng là em mua được cái đôi cái áo rất là sang chảnh luôn đấy cả nhà. Rồi, ok, các chị chia sẻ đi nào. Chia sẻ bài viết cho em thật là mạnh đi nào. Chia sẻ bài viết đi ạ, các chị ơi. Nào, các chị ơi, bốt vào số điện thoại cho em. Bốt vào số điện thoại cho em. Bốt vào số điện thoại, nhanh tay. Nhanh tay bốt vào số điện thoại. Chị Trần Thúy đã được bốt nhá. Em tặng cho chị Trần Thúy. Bốt đôi này luôn ạ, Trần Thúy nhá. Liên hệ lại để nhận hàng. Rồi, liên hệ lại để nhận hàng. Em tiếp tục vẫn nhận mà. Trần Thúy đã được bốt rồi các chị nhá, các chị không để ý ạ. Chị Liên Phạm lên mốc 1500, em tặng tiếp một đôi cao gót đi anh, đưa một đôi cao gót đi ạ. Đây này, đây này, đôi này đi. Một lên mốc 1500, em tặng đôi này luôn cho các chế nhá. 1500, 1500 người xem em tặng luôn đôi này ạ. 1500 người xem em tặng luôn. Rồi, các chị ơi, em tặng cho chị này là chị à, chị em gì nhỉ? Chị Thúy rồi nhá, Trần Thúy rồi. Em chốt cho chị Trần Thúy luôn ạ. À. Còn đây là 1500 người xem, phần quà này về phần cho ai? Chị nào mới vào tặng. Nào, chị nào mới vào tặng, em tặng cho. Tặng cho ai ạ? À? Chỉ cần chia sẻ thôi, gửi bốt bên tới Trần cho cô nhé. Rồi, ok. Chỉ cần chia sẻ. Em tặng hai mã này là cho chị nào đây ạ? À? Chị nào nhỉ? Chị Hoa Hồng và chị Trần Thúy. Ngày mai các chị chỉ cần liên hệ lại bên em để lấy quà các chị nhá. Nào các chị ơi, tặng em đôi guốc nhé chị, em chia sẻ nhiều nhóm xinh xinh ơi. Nào lên 150 người xem, mai chị em điện chị nhé. Rồi ok, chỉ cần lên 1500 người xem em tặng cho chế nào luôn, nhanh và ngay luôn ạ. 1500 người xem em tặng. Nào ai mới vào comment để em tặng là tất nào. Phải chia sẻ cho em, phải chia sẻ cho em các tình yêu ơi, chia sẻ mạnh đi ạ. Nào cho. Nào, chia sẻ đi nào, chia sẻ em tặng tất nào. Em chưa được quà, chị nhanh cao à. Cho nhanh cao một đôi tất, ok đấy. Milan này, có Milan đôi tất này. Ai nữa? Còn ai nữa nào? Em có mượn bốt đầu tiên, không tặng một. Xem đi Trang ơi, máy chủ nhá. Mình nhìn thấy ai mình tặng cho người đấy nhá. Nước mắt trong tim, cho nước mắt trong tim. Sâm Sunny ở đây em không thấy. Nào các đi ơi, chia sẻ bài viết đi em tặng nào, chia sẻ bài viết đi em tặng nào, chia sẻ cho em nào. Rồi, nước mắt trong tim Phương Thảo. Rồi, em tặng cho chị Phương Thảo một chiếc khăn quàng cổ nhá. Các chị ơi, bóng anh chia sẻ nhưng phải cho em xin số điện thoại luôn à. Em vào, nãy giờ chưa được quả, đúng rồi, cho Loan Trần một cái luôn. Các chị ơi, chia sẻ đi nào, nhanh tay, rất là nhiều quà luôn ạ. À. Chia sẻ. Rồi, chị nào mà đã chia sẻ thì phải comment báo với em là chị đã chia sẻ nhá. Chia sẻ mạnh đi ạ, chia sẻ mạnh giúp em nào các chị ơi. Chia sẻ nào, chia rồi, ok chị Khuyên Phạm, em tặng cho chị Khuyên Phạm một chiếc khăn em bé nhá. Đây ạ, à, tất của mẹ đây nhá, bóng anh cho bóng anh này. Nào các tình yêu ơi, chia sẻ mạnh đi ạ, hãy chú tâm vào chia sẻ đi, đừng có like cho em nữa nào. Các chị ơi, Trần Thảo này, các chị ơi, chia sẻ đi nào, chia sẻ mạnh cho em đi ạ. À. Rồi, các chị chia sẻ đi nào. Rồi, Nguyễn Quý bảo em lừa đảo thì em chia, em gửi cho chị luôn một đôi này, chị cho em địa chỉ mai em gửi qua cho chị Nguyễn Quý nhá. Ai bảo em lừa đảo đến đây em tặng quà luôn nào. Loan Trần này, các chị ơi, chia sẻ mạnh tay nào, đừng có là thả tim thả like cho em đi. Ngầu Luyến này. Nào các tình yêu ơi, các tình yêu ơi nào, chia sẻ tiếp nào, chia sẻ nào. Chia sẻ tiếp bạn Hải Yến, em cho chị Hải Yến này, vẫn còn rất là nhiều quà, đừng thả tim thả like nào. Đừng thả tim thả like nào các tình yêu ơi. Liên Phạm, các chị cần phải có số điện thoại thì chúng em mới gửi quà được cho chị nhá. Ok, dân thôi.
Doan qua, cho Doan qua, chị rất là cẩn thận cho em cả địa chỉ luôn. Chim cánh cụt, rồi cho chim cánh cụt cái khăn luôn ạ. À. Chim cánh cụt được một cái khăn nhá các chị nhá. Rồi Nguyễn Thị Nhàn, cho chị Nguyễn Thị Nhàn này. Linh Mạch, cho Linh Mạch nhớ cái tình yêu nhá. Nào các chị ơi, nhanh tay nào, chia sẻ cho em ạ. À. Chia sẻ cho em, chia sẻ thật là nhiều các tình yêu ơi, chia sẻ. Comment số điện thoại nào, comment số điện thoại giúp em ạ. À. Cái gì đây? Dâu Tây Nguyễn. Rồi cho dâu Tây Nguyễn một đôi tất nhá. Linh Mạch có rồi. Thảo Thanh cho Thảo Thanh này. Đắng không ngọt cho Đắng không ngọt một đôi này. Lục Thị Thu Huyền cho Lục Thị Thu Huyền này. Chia sẻ mạnh đi các chị ơi. Lên 1.500 người xem em tặng cho các chế đôi này nhá. Các chế thấy đẹp không ạ? À? Rất là ok luôn các chị ơi. Các chị ơi nhanh tay nào. Trần Oanh, em tặng cho chị Trần Oanh một đôi tất nhá. Loan Trần em tặng cho chị rồi. Thì các chị ơi, các chị rồi Ngọc Sương Nguyễn, ok Ngọc Sương Nguyễn này. Tuyết Đinh này các chị ơi, em dành ra cho các chị 2 phút để chia sẻ để lấy thêm một món quà này nữa nhá. Lấy thêm một món quà này nữa các chị nhá, chia sẻ mạnh giúp em ạ. Chia sẻ khi nào em tặng nào, tặng hết nào chị ơi, em tặng nào. Rồi Trần Ánh Nguyệt, cảm ơn Trần Ánh Nguyệt. Ra Trấn Gia Viễn Ninh Bình, chim cánh cụt, ok cho chim cánh cụt rồi. Rồi Quang Ma Quang Phạm, em tặng cho chị Quang Phạm nhá. Rồi dâu Tây Nguyên, cảm ơn rất cả các tình yêu của em. Trích Bông, em tặng cho chị Trích Bông luôn một đôi tất nhá. Mong rằng những cái đôi tất này nó không bị bong cái tem mát của nó ra. Nào các chị ơi, chia sẻ nào, chia sẻ mạnh cho em nào, chia sẻ mạnh nào. Chia sẻ đi ạ, à. Có tiếp tục không, có em bán hàng đây không, chia sẻ mạnh là em bán hàng nhá. Chân Thảo cho chị rồi nhá, các chị ơi chia sẻ mạnh đi nào để em tặng quà tiếp nào. Có ai chia sẻ không ạ? Có ai chia sẻ nữa không? Có ai chia sẻ nữa không nào? Để em còn tặng không em bán hàng đây nào. Bắt đầu em bán hàng nhá, các chế nhá. Đúng rồi, mình thích đôi giày thì các chị chia sẻ mạnh cho em đi nào. Chia sẻ mạnh đi ạ. Chia sẻ mạnh đi các chị ơi. Chia sẻ mạnh đi nào. Chia sẻ mạnh để em có quà nào. Chia sẻ mạnh nào các chị ơi. Nhiều nhóm luôn, đúng rồi. Các chị chia sẻ đi nào. Chỉ cần chia sẻ được tặng quà rồi. Nhàn, Huấn Nhàn, ok. Em tặng rồi, em tặng 2 đôi bốt này cho 2 chị rồi nhá. Có 2 mã bốt này cho 2 chị rồi nhá các chị nhá. Có 2 mã bốt này cho 2 chị rồi ạ. Đôi giày này khoảng 7 phân các tình yêu nhá. Chia sẻ đi là lên em lại tặng tiếp nào. Lên đi ạ, em xuống mã 1.200 người xem em tặng đôi này. Chẳng nhìn thấy mình, Lâm Nguyệt ơi, em nhìn thấy chị rồi. Bảo Sinh, em tặng cho Bảo Sinh nhá các chị nhá. Đừng thả tim thả like giúp em đi nào. Rồi cháu bán hàng đây ạ. À. Cô bắt đầu em bán hàng các tình yêu nhá. Bắt đầu em bán hàng đây. Cái này có những cái sai gì? Ba chín đến bốn mạ. Em bán giày nam nhá các chị nhá. Em bán giày nam. 160.000 một đôi. 160k một đôi này. Giày nam các chị ơi, giày nam ạ. 160k một đôi ạ. 160k một đôi các chị nhá. Bắt đầu em bán này, ra kim giá cho chị. Nhóc siêu quậy em vẫn tặng cho nhóc siêu quậy luôn nhá. Bây giờ bắt đầu em bán hàng, mọi người chia sẻ lên 1.200 người xem đi. 1.200 người xem em tặng cho đôi này nhá. Em nói là làm luôn ạ. Đồng giá 160.000. Tí giờ cô Hương Mai ơi, cô cứ yên tâm, tí giờ cho cô xem sau. Chị Tuyết Nhung em tặng cho chị Tuyết Nhung luôn nhá. Huyền Lê ơi, em lừa đảo, em tặng cho chị Huyền Lê luôn để cho chị biết rằng là em không lừa ai nhá. Lê Thị Hiền ơi, em tặng cho chị Lê Thị Hiền nhá. Lê Thị Hiền. Chị Lê Thị Hiền là ai đây? Không cần phải quan hệ những cái con người như này luôn ạ. Ai nữa ạ? Ai nữa em thấy luôn? Thu Thảo, em tặng cho chị Thu Thảo luôn nhá. Hoa Lê, mọi người phải chia sẻ bài viết cho em. Chia sẻ mạnh đi nào. Chia sẻ mạnh đi, em tặng hết ạ. Nguyễn Loan, em tặng cho chị Nguyễn Anh luôn nhá. Bắt đầu em lên nhá. Tuyết Nhung, tặng khăn cho chị Tuyết Nhung, ok. Mai có nhu cầu tặng cái gì các chị phải bảo với em nhá. Có bốt nữ, cục nếp ơi, cục nếp có nhá. Bắt đầu ạ, à, em lên giày nam 160k có từ 39 đến 43. Ai lấy thì comment số điện thoại và size giúp em.
có con gái luôn. Đây là hiện tại em đang đi theo yêu cầu giày nam rồi. Thu Thảo mình tặng khăn không cô em vẫn tặng cho nhá. Thu Thảo nhá, là ba là 43 chị ơi, size lớn nhất là 43 nhá các tình yêu nhá. Size lớn nhất là 43 này các chị ơi, đồng giá 160k, 160k các chị nhá. 44 từ 39 đến 44 ạ. Rồi, đúng rồi, cảm ơn chị. Rồi, cho chị nào đây ạ? Minh Minh này, cảm ơn Minh Minh 41, anh ơi cho Minh Minh 41 này. Minh Minh 41 này, rồi tiếp tục ai nào? Nào. 41 rồi ạ, Minh Minh 41 rồi. Mọi người ơi, có từ 39 này, 39 ạ. Rồi, Na Nguyễn 41 cho Na Nguyễn này. Nào các chị ơi. Tiếp tục nào các chị ơi, tiếp tục ạ, tiếp tục nào, từ 39 đến 44 nhá, 160k. Nguyễn Cúc các chị ơi. Rồi bây giờ mọi người cứ chia sẻ đi ạ, chia sẻ cho em lên 1000 người xem tiếp đi, em lại tặng tiếp nhá. Rồi, Hồng Coco 41. Đây em bán 160k cho người phải đã phải chia sẻ cho em nhá, 160k có từ 39 ạ. Từ 39 các chị ơi, từ 39 các chị nhá, từ 39 ạ, 39 đến 44 nhá các chị nhá, 39 đến 44 nhanh tay nào các chị ơi, mua cho chồng đấy ạ. Nhanh tay nào các tình yêu ơi, có nhanh tay không ạ? Huy Nguyễn, rồi ok. Nữ trước đi, rồi ok, cho nữ trước em ở lấy bốt chị. Bây giờ em lên một mã bốt tiếp nhá, mã bốt cũng 160.000 nhá. Đúng rồi chị, cảm ơn chị ạ luôn ạ. Mã bốt đầu tiên em lên 160k này. 160k có từ size bao nhiêu? 160k các chị ơi, 160k này các chị ơi, 160k nhá. Từ 35 đến 39, 160k này. 160k các chế nào, nhanh tay nào. 160k các chị ơi, 160k nhanh tay nào. 160k nào, có thể giao nam chị ơi. Cho đôi giày đó size 40. Bấm mỏi tay Huy Nguyễn, rồi ok, tặng cho Huy Nguyễn một cái khăn luôn nhá. Về cho em bé đeo ạ. Cái gì đây? Số Dương Lê. Tặng tất nhá. Rồi cho Dương Lê luôn ạ. Các chị ơi, hạnh phúc 39 nào, nhanh tay nào các chị ơi, nhanh tay giúp em nào các chị ơi. Các chị sai về số điện thoại đi ạ, từ 30 mấy nhỉ? 35 đến 39 nhanh tay cho em ạ. 35 đến 39 các chị ơi, 35 đến 39 nào. 35 đến 39 các chị phải chia sẻ đi thì em mới tặng được chưa ạ? Nào, chia sẻ bài viết nào. 35 đến 39 giờ em bán hàng đấy nhá các chị nhá. Giờ em bán hàng. Giờ em bán hàng nào, từ 35 đến 39 nào các tình yêu ơi. Tặng Quỳnh Chi rồi, tặng cho Quỳnh Chi một đôi nhá. Nhóc buồn, tặng cho nhóc buồn luôn nhá. Rồi các chị ơi, bây giờ em bán hàng đây. Mọi người từ mai theo dõi em sớm, em sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Chia sẻ lên nhóm tiếp rồi, tặng quà chị đi. Rồi các chị ơi, chia sẻ rồi, chị Tuyết Nhung có rồi nhá. Ai có chỉ được một lần thôi các tình yêu ơi. Nào, các chị ơi, ngày mai em sẽ tặng tiếp. Bây giờ em bán hàng đây ạ. Ngày mai em sẽ tặng tiếp. Bây giờ em bán hàng nhá. Bây giờ em bán hàng nào các tình yêu ơi. Nguyễn Hạnh ơi, ngày mai mọi người coi em, ngày mai em sẽ tặng quà cho các chị luôn ạ. Mọi người ấn theo dõi em đi nào. Ấn theo dõi ngày mai em sẽ tặng nhá. Đâu ạ, có ai mua 39 ạ? Cháu bán 39 rồi nhá. Nào, từ bao nhiêu anh ơi? Từ 35 đến 39 các chị nhá. 160k từ 35 đến 39 các chị ơi, nhanh tay giúp em nào. Từ 35 đến 39 nào. 160. Em tặng quà mà cũng bị người ta nói là lừa đảo à các chị. Ai nghe thì nghe, ai thích tặng thì em sẽ tặng luôn ạ. Mọi người ngày mai bây giờ em quà em sẽ dừng tại đây. Em nói với mọi người vậy rồi. Số 39 Nguyễn Thị Lý, em chốt cho chị Nguyễn Thị Lý nhá. 160k Dương Ngọc, kèm số điện thoại nào. Các chị ơi, kèm sai số điện thoại giúp em nhá. Kèm sai số điện thoại giúp em ạ. Kèm sai số điện thoại giúp em nào các tình yêu ơi. Kèm sai số điện thoại nào. Hôm nay ai mua hàng của em sẽ tặng cho mọi người một đôi tất luôn ạ. Rồi, đúng rồi. Nào, các chị ơi nào. Dương Lan Anh, những con người như thế này là đi chỗ khác mà qua mườn nhá. Lừa thì đi chỗ khác mà qua mườn luôn ạ. Cho chị số 36 là ai? Trương Thanh Bình ơi, cho em xin số điện thoại nào. Không miễn ship chị ơi, em không miễn ship nhá. Toàn bộ hàng em ở Gia Viễn Ninh Bình nào.
An Thắm An Phong ơi, Phong Trang ơi, cho em xin số điện thoại luôn mọi người ơi. Sai cái số điện thoại giúp em nào, nhanh tay, có hết số lượng có hạn thôi ạ. Sai cái số điện thoại giúp em các chị ơi, sai cái số điện thoại giúp em nào các thằng yêu ơi, sai cái số điện thoại nào. Sai cái số điện thoại 37 cho chị Thanh Lương, đúng rồi, chuẩn đẹp luôn này. Các chị ơi, tiếp tục giúp em nào các chị ơi, nhanh tay nào. Đôi xanh rêu cũng bằng 7 tiền nha các thằng yêu nhá. Đôi xanh rêu cũng bằng 7 tiền anh đưa cho em. Một đôi xanh rêu nữa. Tiếp tục nào, ba từ 35 đến 39 cho các chị nhá. Thanh Lương có rồi nhá. Thanh rêu má này có từ bao nhiêu? Từ 35 đến 39 đôi này cũng có nhá. Mọi người xanh này để cho chị đôi giày bướm 39 nhãn Loan Lê. Ok, em chốt cho chị Loan Lê đôi giày bướm này. Đôi giày bướm cho chị Loan Lê luôn ạ. Bao nhiêu? 39 này có một đôi duy nhất đấy. Rồi, Thạch Thảo Loan Lê. Các chị ơi nào, chị Loan Lê nhá. Loan Tây ơi, cái gì đấy em ơi? Cái gì đấy chị ơi, chị hỏi lại giúp em nào, Thạch Thảo. Hoàng Huấn 43 phải cho em xin số điện thoại nào. Đôi giày em tặng giá 120k nhá. Nào các tình yêu ơi, nào Hoàng Huấn ơi, cho em xin số điện thoại luôn ạ. Mọi người ơi, vẫn còn từ 35 đến 39 nhá. Cho em đôi giày chị định tặng với chị Việt Trinh ơi, em hết rồi nhá, còn một đôi thôi ạ. Đây là cái đôi đấy còn mấy đôi? Nào cho chị đôi xanh rêu 39, chị Nguyễn Thu cho em xin số điện thoại nào. Mọi người ơi, comment sai số điện thoại giúp em nào. Comment sai số điện thoại nào. Lành Trần cho em xin số điện thoại các chị ơi. Lành Trần ơi, cho em xin số điện thoại nào. Màu số điện thoại mà sai nào. Màu số điện thoại mà sai giúp em ạ. Các chị ơi, màu. Màu sai số điện thoại nào các chị ơi. Bốt 160k các tình yêu nhá. 160k màu sai số điện thoại giúp em nào. Nhanh tay nào. Nhanh tay nào, nhanh tay nào các tình yêu ơi. Màu nào, màu sai cái số điện thoại giúp cho em với nào các tình yêu ơi. Nhanh tay nào. Không có trắng đâu ạ. 160.000 các chị nhá. 160k em ghim giá ở dưới rồi nhá. Hoàng Quân ơi ạ, hỏi em cái gì đen. Chị Thu Hà ơi, chị đi cái gì nào. Thu Hà sai bao nhiêu ạ. Thu Hà đi sai bao nhiêu nào. Mai Linh đi sai bao nhiêu nào. Rêu đây ạ, rêu đây nhá tình yêu nhá. Rêu đây ạ. Hoàng Ngọc Lan ơi, sai cái số điện thoại giúp em đi các tình yêu ơi. Cho em sai cái số điện thoại đi nào. Phong Trang ơi, cho em xin số điện thoại, sai cái số điện thoại luôn nào. Các chị ơi, phải cho em xin sai cái số điện thoại nào. Sai cái số điện thoại giúp em ạ. 160k em có ghi giá ở dưới rồi nhá các chị nhá. Kiểu xanh có màu đen nhá chị nhá. Em ở Gia Viễn Ninh Bình các chị ơi, cho em sai số điện thoại nào, cho em sai số điện thoại ạ. Cái kiểu xanh đấy không có đâu. Sai số điện thoại giúp em nào có tình yêu ơi. Màu đen 37 ok cho Lanh Trần nào. Màu đen 37 cho Lanh Trần nhá. Đôi giày bướm 120k chị ơi, đôi giày bướm có 120k thôi nhá. 120k, 120k các tình yêu nhá. Rồi các chị ơi, chỉ cần sai số điện thoại giúp em nào. Sai 37 cho chị Thu Hiền. 37 màu xanh rêu cho chị Thu Hiền này. Nào tiếp tục nào, vẫn còn đủ sai cho các chị nhá. Màu xanh đen xoay lan 8 Hoàng Linh Đỗ cho em xin số điện thoại luôn nào. Rồi màu đen sai 37 như Đồng Si Phương Phạm này. Các chị ơi, còn nhá các chị nhá. Màu đen sai 37. Màu đen sai 37 cho chị Đồng Si Phương Phạm. Nguyễn Cúc màu đen 39 này. Nguyễn Cúc màu đen 39 này. Các chị ơi, tiếp tục nào, em vẫn còn những màu hôn này từ 35 nhá. Từ 35 đến 39 các chị nhá. Từ 35 đến 39 các chị ơi. 35 đến 39 nhanh tay giúp em ạ. Từ 35 đến 39 nhanh nhanh nào các chị ơi. Từ 35 đến 39 các chị nhá. 160k các tình yêu ơi. 160k từ 35 đến 39 nào. Mình ở Dạ Điểm Khê sẽ trung gia viễn. Màu đen kiểu xanh rêu rồi. Giá 160k. Kiểu xanh rêu màu đen không có đâu ạ. Chỉ có màu đen kiểu như này thôi nhá các tình yêu nhá. Màu đen kiểu như này thôi ạ. 160k đồng giá nào các chị ơi. Chốt nhanh tay giúp em nào. Nhung Nguyễn Thị lấy sai bao nhiêu ạ. Nhung Nguyễn Thị đi sai bao nhiêu ạ.
Rồi. Việt Trinh. Hoàng Nguyễn ba người sai. Thôi Huệ cá tính này. Huệ cá tính. Huệ cá tính 38 rêu này. Huệ cá tính này. Thanh Huynh 35 rêu luôn này. Nào các tình yêu ơi, sai về số điện thoại giúp em nào, sai về số điện thoại ạ, sai về số điện thoại nhanh giúp em nào các chị ơi. Sai về số điện thoại các chị nhá. Không phí gì à, phí ship tầm 40k 35 40k nhá chị nhá, bởi vì cái hộp của nó rất là to ạ, có mẫu khác nhá. Cho em một mẫu khác nữa đi. Nguyễn Huyền ơi, xanh rêu 37 cho em xin số điện thoại luôn ạ, chị Nguyễn Huyền ơi. Thanh Huynh chưa? Cho em đôi giày bướm size 36 rồi. Sợ không vừa quá các chị ơi, phải có size với số điện thoại luôn ạ. Thương ngoài có 37 nhá chị ơi, có 37 luôn ạ. Màu size với số điện thoại, cho em đôi giày bướm điện thoại. Là hết giày bướm rồi các chị ơi, hết giày bướm nhá. Toàn bộ nhà em hết giày bướm luôn ạ. Rồi, em qua mẫu luôn nhá. Phong Trang cho em xin số điện thoại nào chị Phong Trang ơi. Sai số điện thoại giúp em nào. Nguyễn Huyền đây nè chị. Anh ơi có Nguyễn Huyền số điện thoại rồi. Không biết Nguyễn Huyền là bao nhiêu nhỉ. Nguyễn Huyền 37 rêu. Màu đen lấy xanh. Nguyễn Cúc nè. Tương Hoài 37 đen nè. 160k nha các chị nhá, 160k này ạ, 160k các tình yêu nhá, 160k nha các chị nhá, 160k nào. Thương Hoài 37 đen nha các chị nhá. Nào các chị, màu đen size 37 cho Đỗ Thúy Hiền này, màu đen size 37 cho Đỗ Thúy Hiền các chị nhá. Nào các tình yêu ơi, tiếp tục giúp em nào, vẫn còn đủ size cho các chị từ 35 nhá. Từ 35 đến 39 các chị nhá, từ 35 đến 39 ạ. Bớt cao cổ hết rồi phun xăm Quỳnh Anh ơi. Từ 35 đến 39 thấy nhá, Liệu Nguyễn ơi 160k đồng giá các chị nhá, 160k luôn ạ, 160k các tình yêu ơi. Hà Nhi Đặng ơi, giày bướm hết rồi các chị nhá. Rồi Nguyễn Thảo, em thấy chị Nguyễn Thảo, nhanh tay nào các chị ơi, số lượng có hạn nào. Số lượng có hạn các chị ơi, nhanh tay nào giúp em ạ. Nhanh tay các chị nhá, số lượng có hạn nào. Nào các chị ơi, gieo 37 Hà Phương. Hà Phương cho em xin số điện thoại luôn nào. Hà Phương ơi cho em xin số điện thoại nào. Các chị ơi Hà Phương nào. Hà Phương cho em xin số điện thoại nào. Nguyễn Như Thủy Tiên 39 gieo này. Nguyễn Như Thủy Tiên 39 gieo này. Hạnh Phạm 39 đen này. Nào các chị ơi, Nguyễn Như Thủy Tiên 39 gieo, Hạnh Phạm đen 39 này. Nhận nha nhá, có giày nam luôn ạ. À. Nhung cho em xin số điện thoại. À, Ngọc Anh à, xem sai chứ. Sai số điện thoại giúp em thì em mới biết được ạ. À. Hạnh Phạm 39 rồi ạ. À. Cho chị sai 37 số điện thoại màu đen rồi. Chị Thanh Nga 37 số điện thoại này. Nhung Nguyễn Thị 36 đen này. Trần Hằng 36 đen này. Các chị ơi nhanh tay giúp em ạ. À. Trần Hằng 36 đen luôn ạ. À. Nhanh tay giúp em. Nhung ơi cho em xin số điện thoại. À sai đi. Nhung lấy gì cho em xin sai luôn ạ. À. Nhật nha đợi em nhé. Nhật Lệ ơi nha đợi em, có thầy nam nhé các chị nhá. Chích Bông ơi em tặng cho chị rồi ạ. À. Nào các chị ơi nhanh tay nào, 160k thôi ạ. À. Có hai má nha các chị nhá. Một cái là màu xanh này, một cái là màu xanh rêu này các chị này. Màu đen 39 cho Hoài Dương nhá. Nhung 37 đen luôn ạ. À. Nhung 37 đen chị cho số điện thoại luôn rồi. Rồi ok nha các chị nhá. Nhung 37 đen này. Hoàng Đạo cho em xin số điện thoại. Hoài Dương 37 đen có 39 đen có chưa? Bán 160k quà tặng em tặng hết rồi nha các chị nhá. Ngày mai em lại tặng tiếp ạ. À. Ngọc Anh Nguyễn 35 đen cho em xin số điện thoại. Thanh Nga 37 màu đen nhá. Ok chốt là 160k nhá. Đôi này tầm 5 phân các tình yêu nhá. Rồi nhìn nha, em sẽ cho các chị xem giày gót nhọn nhà em thì bạt ngàn vô giày luôn ạ. À.
Em tặng rồi các chị ơi, em ở Gia Viễn Ninh Bình nhá các chị nhá. Nào tiếp tục nào các chị ơi, 160k 2 mã bốt này nhá các chị nhá. 2 mã bốt ạ. Ai đây ạ? Phong Trang 37 đen này. Hoàng Đạo lấy size bao nhiêu ạ? Hoa Lê bạn 37 đen này, Phong 37 đen rồi. Các chị ơi hết 37 đen nhá, có mã nào 37 đen? Mẫu đen nữa, 3 mẫu đen, đen 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 với lại ghế rêu với lại ghế bò. Nhưng mà 37 đen còn không? Hết. Hết 37 đen các chị ơi, hết 37 đen Hoa Lê nhá, hết 37 đen rồi ạ. Từ từ đã. Cái 37 đen này không còn à? Cái này còn những size bao nhiêu? Các chị ơi tiếp tục này, còn 35 có cả mẫu bùa này nhá các chị nhá, có cả mẫu bùa luôn ạ. Có cả mẫu bùa có búp bê nhá các chị nhá, 160k này các chị ơi, 160k nhá các chị nhá. Không có đen 39 các chị ơi, ba đen thì chỉ có mỗi không có 37 thôi ạ, không có 37 nhá. Có slip on đế độn nhá. À em ở Gia Viễn Ninh Bình các chị nhá, 160k các tình yêu ơi, nhanh tay nào, 160k có 3 màu nào. Có 3 màu rồi ok. Hạnh Phúc Ảo cho em xin số điện thoại luôn nào, 30 mấy bò đây ạ, 37 bò cho Hạnh Phúc Ảo, cho em xin số điện thoại luôn Hạnh Phúc Ảo ơi, bò của chị đây ạ. Hạnh Phúc Ảo cho em xin số điện thoại luôn nào chị yêu ơi, Hạnh Phúc Ảo ơi cho em xin số điện thoại luôn nào. Zalo nhớ các chị nhá. Có giày thể thao lười thùng lớn có nhớ chị nhá, có ạ. Đây ạ, Hạnh Phúc Ảo đâu cho em xin số điện thoại nào. Rồi ok em chốt cho chị Hạnh Phúc Ảo nhá. Ngọc Phan 35 bò ok, Ngọc Phan 35 bò cho chị, Ngọc Phan 35 bò cho em xin số điện thoại luôn nào Ngọc Phan ơi. Hoàng Yến 39 bò này. Ngọc Phan ơi cho em xin số điện thoại luôn nào. Tầm 35k nhá, 35-40k nhá chị nhá. Sam Nguyễn 36 đen này ok, chốt cho Sam Nguyễn 36 đen này. Ngọc Phan 35 bò cho em xin số điện thoại nào. Đến ai rồi? Sam Nguyễn 36 đen. Rồi Ngọc Phan có số điện thoại rồi. Hoa Lê 36 đen ok. Hoa Lê cho em xin số điện thoại luôn ạ. Ngọc Phan đen này. Ngọc Phan 36 đen. À Ngọc Phan 36 bùa chứ. Còn đây là ai nhỉ? Hoa Lê 36 đen. Na Nguyễn 36 bùa. Các chị ơi sai cái số điện thoại giúp em nào, nhanh chóng nào. Na Nguyễn 36 bò này. Ngọc Phan bò 35 bò đúng rồi. Các chị ơi cho em sai cái số điện thoại luôn nào. Các chị ơi sai cái số điện thoại giúp em nhanh tay nào. Chị Nguyễn Cúc ơi. Nguyễn ai 35 bò rồi sao? Nguyễn Sam 35 bò đây. Nguyễn Phạm Ngọc Phan 35 bò này. Sam Nguyễn 35 bò. Sam Nguyễn 36 đen chứ nhỉ? 36 đen, Sam Nguyễn 36 đen rồi. Có số điện thoại đây, 36. Ngọc Phan 35 bò, nhanh tay lên cho em. Thảo Sam 38 đen. Thảo Sam. Hồng Mơ 37 đen. Hết đen 37 nhá chị nhá, các chị ơi hết đen 37 ạ. 160k nhá. Hoa Lê 36 đen này. Na Nguyễn 37 bò cho em xin số điện thoại nào. Các chị ơi 160k nhá. Thảo Sam ơi 160k. Nguyễn Cúc 39 bò cho chị Nguyễn Cúc luôn này. Nguyễn Cúc 39 bò cho chị Nguyễn Cúc luôn nhá các chị nhá. Có cả màu đen nhá các chị nhá. Màu đen và màu xanh rêu luôn ạ. Ba mẫu nhá, màu đen và màu xanh rêu luôn nhá các chị nhá. Cái này Na Nguyễn 37 bò nhá. Cho em xin số điện thoại nào các chị ơi. Sai và chị Thị Hồ Thị 39 bò luôn này. Sai với số điện thoại như các chị đi để nhanh chóng chốt nào các chị ơi, nhanh chóng chốt nào. Ai bảo em bảo 49k, bây giờ em ghim giá ở dưới đây mà chị. Em ghim giá ở dưới các chị nhá. 160k các chị nhá, 160k luôn ạ. 49k là cho em nói là tiền ship đấy ạ. À Tuyền Ngố ơi, được rồi mai mình có thể kiểm tra nhá. Vương Dung 37 rêu ok, Vương Dung 37 rêu luôn ạ. Nào các tình yêu ơi nhanh tay giúp em nào, Vương Rêu ba. Vương Rêu 37 chưa? Vương Dung 37 rêu. Rồi tiếp tục nào các tình yêu ơi. Rêu rêu rêu.
Cắn luôn đi nhá. Nào các chị ơi, vẫn còn nào. Nguyễn Thị Nhàn ơi, hai cái mã lại được tặng này là ai ấy nhỉ? Trần Thúy. Chị Nguyễn Thị Nhàn ơi, em tặng số 2 chị là chị Hoa Hồng và chị Trần Thúy được bò, được bốt nhá. Rồi ok chị Thảo Sam. Rồi ok, bây giờ em qua mẫu nam các tình yêu nhá. Qua mẫu nam, ai hỏi mẫu nam 160k có từ 39 đến 44 nào. 39 đến 44 các tình yêu ơi, có 39 đến 44 nhá. Mua cho chồng đi ạ, à. Mua cho chồng, mua cho anh trai, mua cho người yêu đi nào các tình yêu ơi. Thảo Sam khạch đi cho chê cho em. Nào các chị ơi này, đồng giá 160k nhá các chị nhá, 160k nhanh tay nào các chị ơi, 160k. Nào các chị ơi nhanh tay nào, 160k có từ 39 đến 44 nhá các chị nhá. 160k có từ 39 đến 44 nhanh tay giúp em ạ. À. Rồi, có lai giày nữ nữa, slip on á. Mẫu khác đẹp hơn đây ạ. À. Có từ 39 đến 44 các chị nhá, 39 đến 44 các chị nhá. 39 đến 44 nhanh tay nào, 39 đến 44 ạ, 160k đồng giá hàng giày nam nhá các chị nhá. Rất là ok luôn này các chị này, nhìn thấy đẹp không ạ? Nào các chị ơi. Nhanh tay nào các chị ơi, nhanh tay đi ạ. 39 nào. Rồi, Nguyễn Thủy 36 đen ạ, 36 đen này các chị này. Cho Nguyễn Thủy 36 đen chắc là bốt. Bốt rồi, cho chị Nguyễn Thủy 36 đen bốt nha các chị nhá. Có bốt khác nữa không? Có nha chị nhá. Na Nguyễn cho 41 đi, ok cho chị Na Nguyễn 41 giày nam màu đỏ nhá. Nào các chị ơi, vẫn còn nào các tình yêu ơi, 160k này các chị này, 160k các tình yêu nhá, 160k nhanh tay nào, 160k nào. Cho chị Na Nguyễn size 41 chưa anh? Rồi 41 cho chị Thanh Huynh này, 41 cho Thanh Huynh này. Rồi em chốt 41 cho Thanh Huynh nhá các chị nhá. Từ 160.000 này, 160.000 các chị ơi, rất là ok luôn ạ, à. Sang chảnh các chị nhá. 160k cho chồng cho anh trai nào các chị ơi. Rồi các chị ơi, em like qua các mẫu khác. Bốt 36 đen cho Thắm Trần, ok em chốt cho Thắm Trần 36 đen. Nhưng mà phải cho em xin số điện thoại nào. Các chị ơi có lấy giày nam nữa không ạ? Giày nữ ok, giày nữ nhá các chị nhá. Dạ. Nào các chị ơi em qua mẫu giày nữ nhá. Giày nam 160k cả chip không ạ? Không nhá các chị nhá, không có phí, không có cả chip đâu ạ. 353637 120k các chị ơi, nữ đây ạ, hàng cao gót 353637 120k nhá. 353637 nhá. 120k nhanh tay nào. 120k 353637 các chị ơi, số 40 cho chị Hoài Thương Nam ok. 41 cho Trần Mơ luôn ạ. 40 cho chị Hoài Thương, 41 cho Trần Mơ. Đúng rồi, sai 41 cái này nam vừa rồi ý chị, đúng rồi đấy ạ. Các chị ơi nào, tiếp tục nào. Đôi sau lưng á, đôi sau lưng đây ạ, cũng vậy luôn ạ, có từ sai. Đôi sau lưng này có cái dây ở đây nha, em chưa đeo dây được ạ. Đôi sau lưng này cũng vậy nào các chị ơi, từ 34 đến 34. Từ 39 đến 44 nhá. Từ 39 đến 44 nhanh tay nào. 39 đến 44 đồng giá 160k. Lúc em buộc dây và nó cũng đúng như thế này luôn nhá các chị nhá. Đây là hiện tại em đang chưa mang dây cho nó ạ. Nhanh tay nào các chị ơi. Cho chồng Minh Minh cho em xin số điện thoại nào. Minh Minh ơi, Minh Minh cho em xin lại số điện thoại nào. Minh Minh nào, bây giờ em chốt hàng cho các chị nhá. Minh Minh cho em xin số điện thoại nào. Đôi 160.000. Rồi Hoa Hồng ơi, Hoa Hồng em xin số điện thoại nào. Phong Phạm đang sai bao nhiêu ạ? Minh Minh cho xin số, đúng rồi, Minh Minh đỏ này. Anh ơi, đôi đỏ đen nhá. Cho em xin số điện thoại nào Minh Minh ơi. Phạm Phong Đăng 41 màu xanh nhá. Phạm Đăng ấy. Phong Phạm Đăng. Rồi, Hoa Hồng 42 màu xanh luôn. 41 Phong Phạm Đăng chưa?
Rồi, hoa hồng rồi nhá, em chốt cho các chị rồi nhá. Nào, không khả năng em chốt cho rồi nhá. Các tình yêu ơi, vẫn còn nào, các chị ơi, vẫn còn 3 màu. Các chị ơi, comment 3 màu giúp em nào, 3 màu ạ. 3 màu nhá các chị nhá, 3 màu ạ. Màu xanh đen 42 cho chị Thủy Tiên này. Màu vay xanh đen 42 cho chị Thủy Tiên này. Nguyễn Quỳnh Anh 41 này. Nguyễn Quỳnh Anh 41 màu gì ạ? 41 màu xanh, 40... Nguyễn Lâm Nhi cho em xin số điện thoại nào. Nguyễn Thảo Xanh này. Anh ơi, Nguyễn Quỳnh Anh chưa? Không, Nguyễn Thảo Xanh 42, đúng rồi, Nguyễn Thảo Xanh 42 luôn đi. Các chị ơi, comment size và số điện thoại kèm lên em với chốt được cho các chị nhá. Nguyễn Lâm Nhi cho em xin số điện thoại nhá, cho đôi giày đỏ đen 42 cháu nhé. Rồi, Diễm Hằng ok, con cảm ơn ạ. Rồi, chốt cho bác Diễm Hằng này hay là cô Diễm Hằng gì đây ạ? Một đôi 42 màu đen nhá. Đỏ đen. Rồi, các chị ơi, bốt lười có 39 không có? Có mất chip các chị ơi. Nguyễn Lâm Nhi đây là size bao nhiêu nhỉ? 41 màu xanh cho chị Nguyễn Lâm Nhi luôn ạ. Không không được đâu chị Minh Minh ơi, đây toàn bộ là hàng Quảng Châu nhà em nhá, toàn bộ là hàng Quảng Châu luôn ạ. Toàn bộ là hàng Quảng Châu các chị nhá. Nào các chị ơi, tiếp tục giúp em đi nào, 3 mẫu ạ, 3 mẫu nào chỉ 160k thôi nhá các chị nhá. Toàn bộ đây là hàng Quảng Châu luôn nhá các chị nhá, rất là ok các chị này. Ghi cam này, đỏ đen này và màu xanh đen này các chị ơi, xanh 41 màu xanh cho Lâm là Nguyễn Lâm Nhi. Nguyễn Quỳnh Anh 41 đỏ đen. Đúng rồi, giày nam, dạ giày da nam không có đâu chị ơi. Nguyễn Quỳnh Anh 41 đỏ đen, xỉ inbox Zalo cho em nhá. À, cho đôi màu ghi nhé chị ơi, chị Như Biên cho em xin số điện thoại luôn ạ. Em không miễn ship trên mọi hình thức các chị nhá, chỉ các chị chuyển khoản cho em là sẽ được giảm rất là nhiều luôn ạ. Cho đổi đỏ đen được Lâm Nhi, đổi cho chị đỏ đen Lâm Nguyễn Lâm Nhi ấy. Hết 41 rồi chị Nguyễn Lâm Nhi ơi. Na. Hết 41 đỏ đen nhá. Chị Na Nguyễn xanh 41, Na Nguyễn xanh 41 cho Na Nguyễn này. Nuni Bùi Tuyết này, Nuni Bùi Tuyết 41 màu xanh này. 40 đúng rồi, 40. Xám xám chị Na Nguyễn là màu xám anh ạ. Na Nguyễn là màu xám phải màu xanh đâu, Na Nguyễn ấy. Không, đây là bằng giày thể thao nam nhá các tình yêu ơi, nam nhá, xanh cũng được để cho Lâm Nhi Nguyễn xanh cũng được, chị bảo vậy. Nào các tình yêu ơi, đây bằng nam ạ, mua cho chồng, mua cho anh trai và mua cho người yêu đi ạ. Giày nam có 43 nhá, chuẩn ngoài ơi, từ 39 đến 44 nhá. Từ 39 đến 44 nhá, cho Sam Nguyễn. Cho mình bốt đen size 36, Sam Nguyễn ơi, em chốt cho chị rồi nhá. Na Nguyễn màu xám, đúng rồi, em chốt cho chị Na Nguyễn màu xám rồi ạ. Đỏ đen 43, Hà Phương Nhung cho em xin số điện thoại luôn ạ. Hà Phương Nhung cho em xin số điện thoại nào chị Hà Phương Nhung ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Hà Phương Nhung cho em xin số điện thoại nào tình yêu ơi, nhanh tay nào, cho em xin số điện thoại Hà Phương Nhung ơi. Đứa tưởng nữ á, tưởng nữ, chị ơi, nữ cũng đi được chứ chị nhá, nữ cũng đi được, nếu mà chân chị to thì chị cũng đi được chị ạ. Chị Lâm Nhi Nguyễn ạ, chị cũng đi được nhá. Nào các tình yêu ơi, nhanh tay giúp em nào. Na Nguyễn size 41. Rồi, em chốt cho chị. Không, chị Na Nguyễn lấy 141 thôi, chị chốt rồi đấy. Hà Phương Nhung mở đồng giá là 160.000 nhá. Chị Hà Phương Nhung đen đỏ đen 43 cho chị Hà Phương Nhung này. Cho mình giày nam cỡ to ạ. 40 14, chị Hương ơi, chị gì đây, Trịnh Hiếu Hương ơi, 44 là to nhất nhá, chị lấy bao nhiêu cũng được. Nguyễn Lâm Nhi cho chị đỏ 39 kìa, bởi vì chị là phụ nữ. Hà Phương Dung thì là 40 mấy đây, em đọc cho anh 43 đỏ đen. Chị à, chị gì đấy nhỉ, chị vừa xong chị hủy ấy, chị bảo chị lấy 39 đấy, Nguyễn Lâm Nhi ấy. Nguyễn Lâm Nhi 39 đỏ cho chị ấy. Diễm Hương 39 đỏ đen, 41 đỏ đen cho chị. Diễm Hương 41 đỏ đen. Như Biên đen, Như Biên đen xanh. Đen xanh 41 rồi, em chốt cho các chị, ai đã được đọc tên là em chốt hết rồi nhá các tình yêu nhá. Nào tiếp tục, ai vẫn còn nào, 160.000 các tình yêu nhá, 160k này, giày nam rất là ok luôn ạ, giày nam nhá.
đỏ đen còn 42 Tuyết Nhung ơi. À dày 160k đồng giá các tình yêu ơi. 160k nhá các chị nhá, 160k nhanh tay nào, giúp em nào, nhanh tay nào. Rồi ok nhá. Để xanh Na Nguyễn ơi, để xanh xanh xám 41 3 đỏ xanh à 341 chị Na Nguyễn cho chị này, một đỏ này, một xanh này, một xám. Cho chị Na Nguyễn ba đôi nhá. Nào các chị ơi, còn ai chốt nữa không để em qua mẫu nào, còn ai chốt nữa không để em qua mẫu ạ? À? Có ai chốt giúp em nữa không? Lấy chị Tuyết Nhung lấy đỏ đen size bao nhiêu chị Tuyết Nhung ơi? 42. Cho chị Tuyết Nhung đỏ đen 42 anh ơi. Nguyễn Cúc này, Nguyễn Cúc 40 xanh đen. Cho anh số 44 nhé. Rồi ok, cho anh 44 luôn ạ. À. Anh Hương, Trịnh Hữu Hương ạ. À. Trịnh Hữu Hương 44. Chỉ được nhặt like Quân Tuyết Nhật ơi, được nhặt like nhá. Nào tiếp tục các chị ơi, vẫn còn chị Quyên Lê ơi, đồng giá 160k nhá. 160k có 3 màu này, màu ghi cam này, ghi này, xanh này và màu đen này. Trịnh Vinh ơi. Trịnh Vinh ơi, bây giờ em mới thấy ạ. À, Trịnh Vinh hỏi gì thì bây giờ hỏi lại em giúp em với ạ. À, Trịnh Vinh nào? Hỏi lại giúp em nào tình yêu ơi, nhanh tay nào các chị ơi, nhanh tay ạ. À, giúp em với ạ. À. Nào em vẫn còn 3 mã nhá các chị nhá, vẫn còn 3 mã này, từ 39 đến 40 mấy nhỉ, 44 ạ. À. 39 đến 44 nào các chị ơi, nhanh tay nào, 39 đến 44 nào các chị ơi. Nhanh tay nào các chị ơi, 39 đến 44, có ai lấy nữa không em qua mẫu các chị nhá. Có hộp chứ chị Quyên Lê ơi, có hộp mà. Rồi em like nữ nhá các tình yêu nhá, em like nữ nhá. Không phải, kia là chị Quyên Quyên cơ mà. Rồi ok, em like sang mẫu khác nhá. 120k nào các chị ơi, một đôi duy nhất size 37, 120k này, một đôi duy nhất này. À Vinh đỏ đen size 41 ạ. À. Rồi. Vợ Phạm Ngọc Phương. Các anh chị ơi, cho em xin số điện thoại luôn nào. Anh Phương size 41 xanh. Anh Vương Ngọc Phương ơi, cho em xin số điện thoại luôn nào. Vinh đỏ cộng đen size 41. Chưa anh. Nào Phương. Anh Vương Ngọc Phương ơi, cho em xin số điện thoại luôn nào. Vương Ngọc Phương ơi, cho em xin số điện thoại luôn nào các tình yêu ơi. Cho em xin số điện thoại luôn nào. Ai lấy thì cho em xin số điện thoại các chị ơi. Size 4. Nào Thảo Ki, cái gì Jun Ki đi đây, cho em xin số điện thoại, anh lấy size bao nhiêu ạ? À? Mọi người comment size số điện thoại giúp em nhá. 160k giày nam nhá. 160k giày nam nhá các tình yêu nhá. 160k này. 160k nhanh tay cho em nào, 160k cho em nào các chị ơi. Cái này không phải đâu anh ạ, cái này là đắt tiền đấy. Vương Ngọc Phương đây rồi, anh ấy có số điện thoại đây rồi này. Chốt cho anh Vương Ngọc Phương size bao nhiêu ạ? À? Vương Ngọc xanh. Xanh đỏ là xanh gì? Xanh đen rồi. Các chị ơi nhanh tay nào, tiếp tục giúp em ạ. À. Vẫn còn nhớ chị nhá, vẫn còn nào, còn anh chị nào muốn mua giày nam nữa không ạ? À? Anh chị nào muốn mua giày nam nào các chị ơi, anh chị nào muốn mua giày nam nào? Có 44 Thủy Ngô ơi, có 44 đỏ đen Thu Đoan, cho em xin số điện thoại các chị ơi. Từ 39 đủ đến từ 39 đến 44 các chị nhá. Này xanh này, màu này gọi là xanh đen đi. Xanh đen này và đỏ đen này và xám cam này các chị ơi. Size và số điện thoại giúp em nhanh tay nào các chị ơi, size và số điện thoại nào các tình yêu ơi. Có loại size 44 nhá, màu đen nhá. Nhanh tay nào chị à, Thủy Ngô size 44 cho em xin số điện thoại luôn nào. Thương Ngon. Rồi Thương Ngon ơi, giày em nhá. Em đổi ghi sang nón chuối size 41 nhé. Minh Minh, anh đổi cho Minh Minh sang size nón chuối đi. Có giày nữ, có giày nữ nhá. Toàn bộ nhà em nay em chỉ đi giày nam vì là nhiều người rất là hỏi nhiều giày nam ạ. À. Có ai chốt nữa không, em chốt nốt nào. Có ai chốt nốt giúp em chốt để em qua mẫu nhá chị nhá. Em qua mẫu luôn nhá chị nhá. Như Biên ơi thì mai em sẽ chốt nhá. Mai em chốt hàng là các chị sẽ nhận được nhá. Các chị ở gần em thì 1 đến 2 ngày luôn ạ.
này, 120.000 từ 34 này, 35, 36, 37 ạ. Anh Phương hai đôi nhé. À, anh Phương hai đôi nhé này, anh Phương này là anh em lấy cái gì đỏ này. Đỏ với xanh đấy anh ạ. Ờ, 41 cả. Minh Minh một đôi nón chuối rồi, ok. Một đôi đỏ, một đôi nón chuối 41 là hai đôi. À, đổi em nhé. Một đôi nón chuối đổi cho Minh Minh nón chuối đi. Nữ thể thao á chị, rồi ok, nữ thể thao nhá. Em có nữ thể thao luôn anh ơi. Đưa mũ nữ thể thao đây cho em chỗ góc này này. Nào các chị ơi em. Tiếp tục nhá các chị nhá. Bẹt đê ạ, má bẹt đê 120k này, 120k cho ai ạ? Đôi này có, đôi này rộng size nhá. Mọi người comment size rộng nha ra nhá các chị nhá. Comment size rộng mà nhỏ đi nhá chị nhá. Đôi này 38x39 đi vừa các chị ơi, 38x39 đi vừa này. 38x39 đi vừa nhanh tay nào, 120k cho ai ạ? 38x39 đi vừa nhá. 120k cho ai nào tình yêu ơi, 120k này. Dễ nữ, dễ nam, dễ nam. Rồi, đúng rồi, nhân viên nhà mình hôm nay mệt, đúng rồi. Nào, 120k các chị ơi, 120k nào, bốt đi chị, rồi ok, tân bếp nhá. Anh được cái giày thể thao nữ đây. Giày này ấy. Bẹt, rồi, Loan Lê bẹt size bao nhiêu, Loan Lê bẹt size bao nhiêu ạ? 38 cho Ngọc Diễm Vũ, rồi ok, 38 cho Ngọc Diễm Vũ nhá. 38 cho chị Ngọc Diễm Vũ này. Ngọc Diễm Vũ ok này. Có số điện thoại luôn rồi này các chị này. Em vẫn còn nhá, đôi này là size 30 mấy đấy ạ. 38 màu hồng nút nhá các chị nhá. Tiếp tục 38 màu hồng nút đá cho ai ạ? 120.000 nhá, 120.000 anh ghim viết cho em cái giá anh ghim lại. Ai cho em một cái ghim giá độc giá 120k nào? Loan Lê size 38 ok, chốt cho Loan Lê size 38 nha. Em báo trước đây là rộng nhá, đây là mã rộng nhá, các chị phải comment rộng giúp em ạ. Loan Lê này. Loan Lê này ok, chốt cho Loan Lê nhá. 120k các chị nhá. Hiện tại em đang đi những mã 120k, ai cho em xin cái ghim 120k nào? Em cho em cái xin. Rồi nhận nhá, chị Mùi Mùi ơi đợi em tí nào. Size 38 tiếp tục vẫn còn size 38 120k nào các tình yêu ơi, size 38 120k nhá các chị nhá. Size 38 120k có đá này các chị này, size 38 thì 39 đi vừa nhá các chị nhá. Các chị comment size chuẩn giúp em nhá. Size 38 nhưng 39 đi vừa có hot đế vuông, bốt đế vuông chị ơi, hoa phù dung ơi. Hoa phù dung ơi rất là nhiều luôn ạ, à. Em có 3 màu nhá, bò xanh này. Bò xanh đen nhá, ai lấy bốt thì comment size số điện thoại giúp em nhá, 160k là bốt nhá. Còn hiện tại 37 chị Na Nguyễn á, 37 không có đâu chị Na Nguyễn ơi, không có 37 ạ. Còn một đôi duy nhất 38 rồi, ok. Yến Lanh chốt cho chị Yến Lanh 38 này. Rồi ok nhá. Rồi ok nhá, đồng giá ok, cảm ơn chị Phương Dung ạ. Hôm nay có anh khen chị bảo chị bán giày rẻ đó. Rồi, ok, cảm ơn Thùy Dương Trần, ok, cảm ơn tình yêu nhá. Quân Tiết Nhật, ok. Em cảm ơn tất cả các tình yêu của em ạ. Cho chị đôi, chị lấy size bao nhiêu chị ơi? Các chị ơi, vẫn còn những cái mã này, 120k này, các chị này, 120k các chị nhá, 120k. Có 30 mấy đây ạ? Có 34 và 35 nhá các chị nhá. 34, 35, 36, 37 ạ. 34, 35, 36, 37, 120k màu đỏ nhá các chị nhá. 34, 35, 36, 37, ai nhanh tay nào? 34, 35, 36, 37 ạ. Các chị ơi, nhanh tay giúp em nào. 34, 35, 36, 37 nào. Hoa phù dung 37, ok, em chốt cho chị hoa phù dung 37 nhá. Hàng mã có hộp hết ạ. 120k nào. Liễu Phạm Đình. Để em chụp hết lại rồi. Ok, Liễu Phạm Đình em. Anh thích đôi gì ơi? Anh ơi, em có thể thao nam đội 37. Chị Hoa Phù Dung ơi, em xin số điện thoại lại nhá chị nhá. Form chuẩn ok, chị Hoa Phù Dung đây là form chuẩn chị ạ. 37 cho chị form chuẩn luôn nhá. Nào các chị ơi, nhanh tay nào. Còn 35, 36 này, 34, 35, 36 nhanh tay giúp em nào. 34, 35, 36 ạ. 34, 35. Có dây thể thao size 35 có nhá. Chị Hoa Phù Dung cho em xin lại số điện thoại nào. Có đôi thấp hơn có em ơi, có nhá. Bốt mẹ em á, 37 á.
Rồi ok cho chị đôi 37. Chị lấy màu gì ạ? À? 37 có 3 màu này ạ, à. 3 màu nhá chị nhá, cho em số điện thoại luôn nào. Bốt đây ạ, à. Bốt mà đen không có 37 nhá. Xanh có 37 nhá các chị nhá, cái mẫu này có 37 nhá. Có đủ size từ 35 đến 39 nhá. Và màu vàng bò nhá các chị nhá. Vàng bò có từ 35 đến 39 nhưng mà 160.000 nhá các chị nhá. Nào chị ơi chị lấy màu gì ạ? Hoa Phù Dung ơi lấy màu gì để em chốt cho chị nào? 3 màu nào. Chị lấy màu gì? Hiện tại chỉ còn 2 màu. Màu đen Hoa Phù Dung không còn 37 chị ạ. Không còn 37 màu đen nhá. Màu này không còn 37 nhá các tình yêu nhá. Nào các chị ơi nhanh tay nào. Từ 35 đến 39 nào. 35 đến 39 các chị ơi. 35 đến 39 ạ. Nhanh tay giúp em nào các chị ơi. Nhanh tay nào. 35 đến 39 nhanh tay ạ. 35 đến 39 các chị nhá. Nhanh tay giúp em ạ. 160.000 nhá, 160k các chị nhá, 160k nhanh tay nào. Nào các chị ơi em lại tiếp tục đi những cái mã 120k nhá. Những mã 120k. Có mốt khác không á, để anh em xem lại nhá. Em đi hàng giày tây 160k nhá, hàng AD các chị ơi, hàng AD để đưa em cái nắp. Cái này có những size bao nhiêu? Này là 36 này. Các chị ơi, giày tây ạ, à, giày tây này các chị ơi, giày tây này 160k các chị nhá. Giày tây này. Chị Nguyễn ơi giày nhá, có 3637 à? Có 3637 hàng AD các chị nhá, hàng AD đưa em cái nắp hộp. Các chị ơi đây là hàng túi lụa các chị nhá, 160k nhanh tay nào, hàng AD này các chị này, hàng túi lụa. Em cho các chị xem cái túi của nó nhá, AD nhá chị nhá. Nào 160k có 3637 ai nhanh tay nào, 3637 giày tây luôn ạ. À. Thể thao 35 đi chị, bốt sau lưng chị em xem với. Đây, bốt sau lưng chị đây. Không có 37 nhá, Quỳnh Hoa nhá. Có từ 35 đến 39 nhưng trừ 37 không có. Nào ai chốt giày tây giúp em nào. Giày tây giúp em ạ. Hàng em gửi chưa Thùy Nguyễn ơi? Gửi, nếu mà em đã được chốt hàng thì đã gửi hết rồi nhá. 37 giày tây cho chị Phương Dung. Ok, chốt cho Phương Dung 37 giày tây nhá. 160k nhá chị nhá. Nào tiếp tục các chị ơi, còn 3637 nào các chị ơi, 36 đây thầy anh 35 thôi. 3637 nhá, 3637 nhanh tay là có thể thao 3940 nữ không có nhá muội muội ơi. Xem đi em là những cái hộp này là cái gì? Nó to như này. 40 đôi cơ mà. Nhiều cơ mà. 3637 nhá các chị ơi, 3637 ạ, nhanh tay nào. Có may á, có bốt 7 phân có nhá. Lái thể thao để độ nha. Bốt sau lưng đồng giá 160.000 với tình yêu ơi, 160k nhá, 160k giày tây này nhanh tay nào. Đây em. Không có giày thể thao chị em đâu ạ. À. Cái này có mỗi 36 rồi. Có cả hai màu nhá, các chị ơi, có cả hai màu giày tây luôn ạ, à. Có cả hai màu giày tây các chị nhá. Giày tây đây các tình yêu ơi, giày tây đây này. 36 nhá, giày tây này có 36 ạ. Cái này 3637 này các tình yêu ơi, này 36 màu trắng là 3637, không phải màu trắng mà là màu ghi ý sao ấy. Còn đây là màu bò nhá các chị nhá. Đặng Thị Nga không có màu đen. Có đen. Có một đôi đen này. Có một màu đen, có một đôi màu đen duy nhất các tình yêu ơi, một đôi màu đen duy nhất nhá. Một đôi màu đen duy nhất size 38 này, ai lấy đôi này 38 này, giày tây 38 giúp mình nào, giày tây 38 nhá các chị nhá. Ô đây đây, đen. Đen 38 37 này, màu đen có 38 37 này tình ơi. Này có 38 này. Màu gì? Bằng bò. Nào giày tây này có 37 38 nhanh nào, nhanh nào các tình ơi. 38 3 37
37 3839 nhá các tình yêu nhá, 37 3839 này. 37 đen Đặng Quỳnh Nga cho mình xin số điện thoại nào. Đặng Quỳnh Nga ơi, các chị ơi cho em sai số điện thoại nhanh tay ạ. Các chị ơi nhanh tay có mượn sai số điện thoại form chuẩn nhá, form chuẩn Đặng Quỳnh Nga ơi, form chuẩn nhá. Đặng Quỳnh Nga cho mình xin số điện thoại luôn nào. Đặng Quỳnh Nga cho em xin số điện thoại tình yêu ơi. Đặng Quỳnh Nga nào, nhanh tay cho em xin số điện thoại nào. Đây các chị ơi, giày dây đây nhá, giày dây hàng AD đây ạ. 160k các tình yêu nhá, 160k nhá. 37 38 thì em đi 38 đi. Đặng Quỳnh Nga đi 38 đi cho nó đẹp. Nào các tình yêu ơi, nhanh tay nào. Cho sai về số điện thoại giúp em nhá các tình yêu nhá. Sai về số điện thoại nhá các chị nhá, sai về số điện thoại giúp em ạ. Rồi Đặng Quỳnh Nga 38 đen, ok chốt cho Đặng Quỳnh Nga 38 đen. Đây. Nào các tình yêu ơi, vẫn còn nhá. 37 38 39 40 màu đen nhá, màu nào cũng có ạ. 38 màu đen còn không? 3 màu đều đủ. 3 màu đều đủ nhá, 37 38 nhá. 39 nhá các tình yêu nhá, giày đây rất là ok luôn các tình yêu nhá. Đây ạ. Chị Hằng ơi, mai em chụp ảnh, tí giờ em chụp ảnh luôn cho chị ạ. Đây các chị ơi, cái đế của nó rất là ok luôn nhá các chị nhá. Đây ạ. Đây có cả những cái hạt ngọc trai này rất là ok, công phu nhá các chị. Nguyên mua một cái đôi như này thế này mà đã làm là đã rất là nhiều tiền rồi ạ. Nào các tình yêu ơi, nhanh tay nào. Có bốt nhá, Hoàng Trần Đức Anh ơi có bốt ạ. Nào các tình yêu ơi, có ai lấy mẫu giày tây này nữa không ạ? Có lấy không để em qua mẫu nào các tình yêu ơi, có ai lấy không ạ? Có Valentino, Phương Dung ơi có Valentino nhá. Anh lấy cho em mẫu Valentino. À qua bé ơi cho mình size bao nhiêu ạ? 160.000 nhá, qua bé nhá. Rồi ok em qua mẫu luôn đây ạ. Mẫu này là mẫu gì? Mẫu bò này. Rồi ok ạ. Bốt em vẫn có 3 mẫu đây đấy chị ơi, 3 mẫu đấy ạ, 3 mẫu đấy ạ. Gì? Lấy cái đôi Valen, mấy đôi Valentino ở ngoài cái chỗ cái hộp ấy, cái thùng thùng ở ngoài. Nào các tình yêu ơi, nhanh tay nào. Mẫu này không có 37 nhá, từ 35 đến 39 nhưng không có 37 ạ. 35 đến 39 không có 37 nhá. 35 đến 39 nhưng không có 37 các tình yêu nhá. Sai 37 Thảo cái gì đây ạ? Thảo Jikutin cho em xin số điện thoại nào. Cái này có từ 35 em ơi. Có nha em ơi. Qua bé cho em xin số điện thoại nào. Thảo Jikutin cho mình xin số điện thoại luôn nhá. Thảo Jikutin ơi. 37 Thảo Jikutin bút này cơ mà. Bảo không có 7 rồi thế. Ừ, có 7. Qua bé cho mình xin số điện thoại nhá, size 35 bạn nhá. Ghi Nguyễn lại thể thao à? Rồi ok, cái má này có size bao nhiêu anh? Còn một đôi. Valentino một đôi duy nhất size 34. Mấy cái đôi dây gì tao cũng thùng thùng thế. Nào có tình yêu ơi, nhanh tay nào. Mang đây. Bốt đen 35 ok cho qua bé nhá. AD nhỉ, AD. AD thì bán AD. Rồi ok, 35 bốt đen cho và qua bé nhá. Không có bốt vốn cho bạn ạ. Nào các tình yêu ơi, nhanh tay nào. Em bắt đầu em bán cái này là gọi là cái gì nhỉ, giày thể thao đế độ Nike nhá các chị nhá. 130k một đôi thể thao đế độ Nike, ai cho em xin một cái ghim giá nào thể thao đế độ Nike ạ. 130k các chị nhá. Có 35 em ơi.
rồi, qua bé nhá, 35 đen ạ. Cái này có những size bao nhiêu rồi? Thể thao đế độ Nike các tình yêu ơi, thể thao đế độ Nike các chị nhá. 130k nào các chị ơi, nhanh tay 130k, có từ 35 đến 35 đến 39 các chị nhá, từ 35 đến 39 ạ. À, qua bé à, một đôi thể ấy cho qua bé chưa? Rồi, cảm ơn Phương Dung. Thể thao đế độ có mấy màu? Có hai màu, màu trắng màu đen tình yêu ơi, có hai mẫu màu trắng màu đen, mang em màu trắng luôn ạ. Có hai màu trắng màu đen nhé chị nhá, màu trắng màu đen đây ạ. 130k thể thao đế độ nhá. Cái màu trắng có chữ có sầm thần. Đôi sau lưng là giày tây nhá tình yêu nhá, có ba màu, màu ghi, màu đen và màu bò nhá tình yêu nhá, ba màu ạ. Lấy màu nào, nhưng mà loại này là 160.000 nhá. Màu trắng luôn cho em đôi này. Cho em đôi này màu đen size 37. Thanh Huyền ơi, cho em xin số điện thoại nào Thanh Huyền ơi. Màu đen size 37 Thanh Huyền luôn ạ. Em chốt cho chị Thanh Huyền size 37 nhá chị nhá. Độn tầm 50 phân thôi ạ. À 5 phân. 5 phân em nói nhầm. Trang Nguyễn màu đen size 36. Ok em chốt thì Trang Nguyễn màu đen size 36. Màu đen các chị ơi, cho em xin số điện thoại luôn nào các chị ơi. Số điện thoại nào. Thanh Huyền 37 màu đen luôn ạ. À, chị Thanh Huyền 37 màu đen này. Em ở ra viện Ninh Bình các tình yêu nhá, em ở ra viện Ninh Bình ạ. À. Trang Nguyễn là màu đen 36 chưa? Thanh Huyền màu đen 37 tiếp tục, em vẫn còn các chị nhá, có cả màu trắng luôn ạ. À, các chị ơi, comment cả màu trắng giúp em nhé các chị nhá, màu trắng luôn ạ. À. Thể thao đen đúng rồi chị ơi, em chốt cho chị thể thao đen rồi ạ. À. À, Tuyết Nhung 37 độn đế cho em xin số điện thoại nào. Tuyết Nhung ơi, 37 độn đế cho em xin số điện thoại ạ. Giao Tuấn ơi, chị lấy size bao nhiêu cho em size luôn nào. Mọi người ơi, người cho size, người cho số điện thoại như này em chốt làm sao được ạ. À? Các chị ấy cho em size số điện thoại luôn nào. Size số điện thoại các tình yêu ơi. Chị Tuyết Nhung đi size 37 nhưng số điện thoại là bao nhiêu. Và anh chị Giao Tuấn có số điện thoại rồi nhưng đi size bao nhiêu ạ. Giao Tuấn 37 đen, ok em chốt cho Giao Tuấn 37 đen nhá. Cho mình màu trắng 37 Trường Khanh này. 37 màu trắng cho Trường Khanh này. Rồi ok nhá, em vẫn còn đủ màu đủ size cho các chị từ 35 đến 39 nhá. Rồi Giao Tuấn em nhìn thấy rồi ạ. À. Nãy rồi em lấy một đôi nam rồi mà. Ok chị Tuyết Nhung nhá. Rồi ok Tuyết Nhung luôn. Trường Khanh. Trường Khanh 37 màu trắng. Các chị ơi tiếp tục nào, Tuyết Nhung có số điện thoại rồi, 37 độ đen cho chị Tuyết Nhung luôn. Nào các chị ơi nhanh tay giúp em nào, em vẫn còn nào chị ơi, từ 35 đến 39 các chị nhá, từ 35 đến 39 cho chị ai nào. 35 đến 39 nhanh tay nào. Thể thao không độ đi shop chị các chị ơi. À, chị thương con cho em hai đôi bốt, một cái xanh rêu, một cái da bò size 38 nhé. Rồi ok cho chị thương con nhá. Không free ship đâu ạ. À. Thương con hai đôi màu đen, một đôi màu đen, một đôi màu xanh rêu nhanh tay nào. 38 bốt, một đôi màu xanh rêu này. Nhanh tay nào các chị ơi, em bé khóc rồi ạ. À. Hồng Thao 37 màu đen, ok chốt cho Hồng Thao. Cái đôi kia là 160.000 nhá chị nhá. Thương Mon, ok thương Mon nhá. Thương Mon. Rồi ok, có bốt thấp Thanh Huyền ơi nào, nhanh tay nào giúp em nào các chị ơi, nhanh tay nào, có em bé khóc rồi, có ai chốt cái gì nữa không ạ? 130k các chị nhá, 130k thôi ạ. Cho em xem lại màu trắng đây á, chị ơi màu trắng đây ạ. Mình ở Gia Viễn Ninh Bình á, tình yêu ơi màu trắng đây nhá, cái này nó không có độ luôn ạ. Cái này nó không có cái ở bên trong, đi rất là ok nhá các chị nhá, 130k nhá. Rồi nhanh tay nào, thôi mẹ đưa đây con. Mấy giờ rồi? Đây cái giờ này là cái giờ rồi, ok bé mẹ đưa đỉnh cứ đi tồi tệ nào các chị ơi, có ai mua cái gì nữa không ạ? Thôi lại em
Không phí ship đâu ạ, à. Em nhà em không phí ship đâu nhá các tình yêu nhá. Ai mua cái gì? Rồi em ở Gia Viễn Ninh Bình các chị ơi, em không. Nhà em chuyên chỉ lẻ các loại giày Quảng Châu nhá các chị nhá. Nào ai chốt giúp em còn màu đen với màu gì đấy ạ? À? Màu đen với cả màu đen này với lại màu trắng các chị ơi, nhanh tay nào các tình yêu ơi, nhanh tay ạ. À. Ngọc Nguyễn, màu trắng quay ra có thì nào. Ngọc Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại luôn nào Ngọc Nguyễn ơi. Ơ sao em chưa thấy? Nè, cái mắt của nó là cái dí, cái dụ. Vào đấy, bà bé thì cũng vậy mà vào đấy chứ. Mẹ thương Ngọc Nguyễn rồi, ok tất cả các chị nhá. Em vẫn còn màu đen và màu đen này. Màu đen và màu trắng nhá. Các chị cứ comment màu và màu và size giúp em ạ. Màu size và số điện thoại giúp em nhá các chị nhá. Màu size và số điện thoại nhá các chị nhá. Màu size và số điện thoại giúp em ạ. Bên này em không đọc được comment luôn. Hả? Rồi em chốt cho ai? Lô là cái gì? Rồi Trâm Anh lỗ 37, em chốt cho Trâm Anh lỗ 37 nha các chị nhá. 37 màu đen ạ. Các chị ơi có thấy em không, các chị cho em một chấm, em chẳng thấy bình luận của ai đâu ạ. Nào các chị ơi nhanh tay nào. Rồi đâu anh đưa đây em xem cho. Anh chụp ảnh lại chưa? Nào các chị ơi, nào tiếp tục nào, vẫn còn nhá các chị, có muốn mua cái gì nữa không ạ? À? Mua cao gót hay mua cái gì nào, nhanh tay nào. Quan Ngọc ơi, em thấy chị nhá, bây giờ em thấy các chị rồi, bên kia không thấy ai đâu ạ. À. Bên kia thì không thấy ai. À, máy chính của em thì không thấy ai. Chỗ nào ra Viễn đi. Để em dùng ạ. Quỳnh Nga ơi. Mình ở Điểm Khê Gia Trung Gia Viễn nhá tình yêu nhá. Em ở Điểm Khê Gia Trung Gia Viễn luôn ạ. À. Không thấy ai luôn. Qua Bé ơi, có nhá, Qua Bé nhá. Mình chốt cho Qua Bé rồi nhá các chị nhá. Em chốt cho Qua Bé rồi ạ. Đúng rồi, Nuni Bùi ra Bùi Tuyết ra Trung Gia Viễn Ninh Bình rồi, em cảm ơn chị luôn ạ. À. Nào các tình yêu ơi nào. Nhanh tay nào, còn ai còn muốn mua thể thao nữ đi shop rồi, ok nhá. Anh lấy mẫu thể thao ở đằng sau đây cho em. Thể thao luôn lộn xộn đấy, anh cho xếp vào đây. Cái màu ấy. À mẹ thương à. Rồi, Bình Khánh Lê cao gót nhà nha, em sẽ bán cho các chị cao gót nhá. Hoan Ngọc ơi em thấy chị mà. Hoan Ngọc ơi em thấy chị nhá, em thấy các chị hết nhá. Ai hỏi cái gì em cũng thấy nhá, hiện tại là thấy luôn nhá chị nhá. Em vẫn thấy đều các chị đấy ạ, à. Em vẫn thấy các chị nhá. Có ạ. Có thể thao không độn đế nhá các tình yêu nhá, có thể thao không độn đế luôn ạ. À. Em có đủ nhá, thể thao không độn đế này, giày bệt bốt này, các loại cao gót em đều có hết nhá các tình yêu nhá. Toàn bộ. Rồi chị Trang Nguyễn cho chị đổi đen sang trắng size 36 rồi, ok em đổi luôn cho chị nhá. Đôi này tầm 5 phân chị Hoan Ngọc ơi, 5 phân nhá chị nhá. Phan Tạ nhận nha, đợi em nhá, nha em sẽ lên bốt cho các chị nhá. Bốt và thể thao em đều có hết các tình yêu nhá, bốt và thể thao đều có ạ, bốt thể thao đều có các tình yêu nhá. Bên máy chủ qua mẫu đi chị, rồi ok nhận nha, em sẽ qua mẫu luôn ạ, đợi em một tí nhá. Bẩn đến độ nã. Ở ngoài đấy có không? Đâu đi đây? Có bệt, tình yêu ơi, có bệt nhá. Các chị ơi, đợi em tí nhá, các chị đợi em tí ạ.
Có chị ơi, các chị ơi có nhá. Bảo Huyền có, em thấy chị nhá, Bảo Huyền nhá, có thấy các chị hết ạ. Đấy là áo của vợ Vinh. Rồi, đợi em tí, đợi em tí. Mặt nó bị ứng lâu quá. Rồi, các chị ơi, đợi em tí nhá. Mà đi ra này. Anh. Anh, em đi bàn nhá. Các chị ơi, để tao không độn đế đấy ạ. À. Size 38 nhá các chị nhá. Size 38 các chị ơi, size 38 để tao. Gọi là đế nó cao thôi ạ. À. Cái đế này, là cái đế nó cao bằng mức độ đấy nhá, nó bằng giày vải các chị nhá. Em chưa đeo cái dây này này. Ơ cái điện thoại em đâu nhỉ? Xem độ màu đen nào, ok, xem độ màu đen đây ạ. Thảo nào cái điện thoại của em đang bị đơ luôn ạ. Em không thấy ai hết nhá. Sai chuẩn các chị ơi, sai chuẩn nhá, sai chuẩn ạ. Nào có tình yêu nhanh tay nào. Size 38 nhá, size 38 ai lấy đôi 38 đỏ này nào. 38 đỏ giúp em nhá các chị nhá. 38 đỏ giúp em ạ. Chị ơi, đôi đấy là 130k nhá chị nhá, 130k các tình yêu nhá, 130k. Độn đen bao nhiêu, độn đen cũng 130k nhá, tình quân nhá. Không độn đây ạ, à, các chị ơi. Chốt rồi nhá. Đặng Quỳnh Nga ơi, em chốt cho chị rồi nhá, Đặng Quỳnh Nga nhá. Dân tầm 40k nhá, chị Duyên ơi, chị Duyên Candy ơi, em ở Gia Viễn Ninh Bình nhá, các chị nhá. Em ở ngoài Bắc này thì tầm 40k nhá, các chị nhá. Cái này sao nhiều em kiếm được này. 35. Size 35 thể thao không độn các chị ơi, size 35 thể thao không độn nhá. Size 35 nào. Size 35 nhá, size 35 thể thao không độn các tình yêu ơi. Size 35 thể thao không độn này các tình yêu ơi. Hà Nội cũng vậy ạ. Ship ngoại tỉnh là tầm 40k các tình yêu nhá, tầm 40k. Ship là do bưu điện tính nhá các chị nhá. Ngoài kia. Các chị ơi, các chị. Giao Tuấn ơi. Chắc tầm khoảng 2 đến 3 hôm nhá chị nhá, 2 đến 3 hôm. Các chị ơi, tôi hôm nay em đồng giá là 130k nhá các chị nhá. Thôi em dừng ở đây nhá, có gì là nó bị đơ. Em không nhìn thấy độn đế bao nhiêu, độn đế 130k các chị ơi, có ai có. Ship Ninh Bình 20k lọ lem ơi, ship Ninh Bình 20k nhá các chị nhá, 20k Ninh Bình 20k nó có tình yêu ơi. Có từ 35 này. Thấy số điện thoại rồi, qua bé ơi, thấy số điện thoại của bạn rồi nhá. Giày trắng, giày tây này các chị ơi, giày tây có 3 màu nhá, màu ghi này, màu bò và màu đen nhá các chị nhá. 160k, 34 hoa phù dung cho chị em. Rồi ok, 34 cho chị. Rồi ok, em chốt cho chị hoa phù dung. Hoa phù dung em xin số điện thoại nó, hoa phù dung ơi. À hoa phù dung nhà em, bên nhà em có số điện thoại rồi nhá. Cái gì mà, hoa phù dung nhà em. Nào có ai chốt giày tây giúp em không ạ, giày AD nhá các chị nhá. Cái này lại bên này. Cái gì ạ? Không có giày nam đâu Nguyễn Văn Việt. À em có giày nam để tao thôi tình yêu ơi. Có giày nam để tao nhá anh nhá. Em có thể thao từ này. Bạn thể thao từ bao nhiêu nhỉ?
Từ 39 đến 44 có 3 màu này nhá anh ơi, có 3 màu ạ. Màu ghi này, màu ghi này, màu đỏ đen này, màu ghi cam này, đỏ đen và màu xanh xám nhá. À màu xanh xanh này là xanh than nhá. Có chốt nhá, có nhá. Nhớ form chuẩn em nhé. Rồi ok chị ạ. Rồi các chị ơi. Có like bốt nữa không Hoa Tạ ơi? Có bốt đây ạ. Bốt đây các tình yêu ơi, bốt đây nhá chị nhá. Có từ 35 ạ. Từ 35 đến 39 các tình yêu nhá. 35 đến 39 nào, nhanh tay nào. 35 đến 39 có 3 màu các chị ơi. Có màu đen, màu đen, màu bò và màu xanh nhá. Nào tình yêu ơi, nhanh tay nào chị ơi, nhanh tay nào. Có ai chốt nữa không ạ? Có ai chốt nữa không để em còn nghỉ nào. Giày thể thao nam rồi, ok em có luôn giày thể thao nam đây ạ các chị ơi. Em chiều các chị một lần này nhá. Giày thể thao nam có 3 màu nhá. 3 màu này. Đây mẹ bố mẹ ơi có 1, 2, 3, boom đi sang bên bà nhanh lên con. 1, 2, 3 các chị ơi, 1, 2, 3 1, 2, 3 này, 1 này, 2, 3. Ai có mượn 1, 2, 3 giúp em. Có từ size 39 đến 44 nhá. 39 đến 44 nhanh ngay nào. Các tình ơi, nhanh tay nào. 39 đến 3 44 này, 39 đến 44. Mạng yếu lắm, mãi đi đọc rồi mình ạ. Chị Loan Lê ơi, thì em ngồi nghỉ tại đây đi. Không có ai coi em bé nhá, có gì ngày mai em like nhá. Rồi ok, em chào tất cả mọi người nhá. Đinh Cường lấy size bao nhiêu ạ? Giày bốt nữ. Đúng giá 160k tình yêu ơi. Thôi em chào tạm biệt mọi người nhá. Hôm nay những ai được quà ấy, những ai được quà thì thể thao nam 160k nhá các tình yêu nhá. Hôm nay những ai được quà liên hệ lại bên em để nhận quà nhá các chị nhá. Rồi em chào tất cả mọi người, em nghỉ live tại đây đây ạ.